Cửa này Thâm Lam quốc độ, cùng Phật môn đại lộ tương quan, đại biểu là tinh khiết nhất lưu ly, tượng trưng cho chư thiên không rảnh, vô trần vô cấu. Xanh đậm, là tinh khiết tới cực điểm màu sắc. Thí như bầu trời, chính là xanh đậm màu sắc. Thâm Lam quốc độ, tượng trưng cho vĩnh hằng tinh khiết. Luyện thành Thâm Lam quốc độ sau đó, Diệp Thần cảm giác được, linh khí của mình thả ra ngoài, liền có thể mở ra một phiến màu xanh đen tinh khiết đất nước, chư tà không vào, vạn ma bất xâm. Thâm Lam quốc độ đại công cáo thành, thiên hạ tới giữa, trừ tâm ma tầng thứ 9, phỏng đoán đã không có tà ma khí, có thể thương tổn tới ta. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ nội tâm tinh khiết hơi thở, cũng là vô cùng vui sướng. Lấy hôm nay thực lực, cũng có thể đi trấn hồn uyên cầm mây xanh thần mộc, dẫu sao Tiêu Thấm vấn đề còn không có giải quyết. Nửa năm kỳ hạn, vậy đã qua một hồi. Đoạn thời gian này, Diệp Thần lao thẳng đến Tiêu Thấm sự việc theo sau, một mặt là vì cường hóa thực lực, mặt khác chính là cứu lưu Tiêu Thấm, hồn điển tôn vương cho mình nửa năm thời gian, còn có thời gian. Dưới mắt, kém không nhiều gần đây muốn an bài thời gian đi một chuyến trấn hồn uyên. Trừ Thâm Lam quốc độ bên ngoài, mấy ngày nay tu luyện cảm ngộ, Diệp Thần đại hoang vô kinh, cũng là đột phá đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai thần thông, hoang ảnh chín phá, thành công lĩnh ngộ. Suy suy suy, Diệp Thần linh khí động một cái, sau lưng thì có chín đạo tàn ảnh, hiển hiện ra, suy suy vang dội, từ phương hướng bất đồng, đi bốn phía sát phạt ra. Cái này hoang ảnh chín phá một luyện thành, tương đương với Diệp Thần có thể gọi ra chín đạo ảo ảnh tác chiến, mỗi một đạo ảo ảnh đều là sát phạt dọn ra, vô cùng hung hãn. Mà Diệp Thần tu vi, ở nơi này 10 ngày thời gian bên trong, cũng là rốt cuộc tuyên cáo đột phá. Mượn hoang thần đỉnh hào hùng linh khí, còn có Thâm Lam quốc độ cùng hoang ảnh chín phá võ đạo kiểm chứng, Diệp Thần tu vi hơi thở, rốt cục thì từ quá chân cảnh tầng 8 trời, đột phá đến 9 tầng trời bước. Cái này một tí đột phá, Diệp Thần cả người linh khí tăng vọt, trong cơ thể mơ hồ võ đạo gông xiềng, hoàn toàn hiện ra. Rốt cục thì bước vào quá chân cảnh 9 tầng trời, thấy rõ tất cả võ đạo gông xiềng, tiếp theo, chính là chém ra thời điểm đột phá. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, mong đợi đã lâu chém ra, rốt cuộc phải chân chính đến. Đạt tới quá chân cảnh 9 tầng trời sau đó, hắn liền có thể chính thức bắt đầu chém ra. Trước kia võ đạo gông xiềng, có nhiều chỗ là mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Nhưng hôm nay, trong cơ thể 100 đạo gông xiềng, Diệp Thần đều có thể rõ ràng thấy, chỉ cần đem những cái kia gông xiềng xông lên đoạn chảm phá, hắn luân hồi huyết mạch cất giấu năng lượng, liền có thể hoàn toàn bộc phát ra. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể thiên kiếm chấn động, từng tia linh khí thả ra, cuối cùng hội tụ thành cựu nhật chi chủ võ tuyệt thần bóng người. Diệp Thần đột phá đến quá chân cảnh 9 tầng trời, sắp muốn chém ra, cái này to lớn đột phá, để cho được cựu nhật chi chủ cũng là tỉnh lại. Tiền bối, người tỉnh. Diệp Thần vội vàng hướng cựu nhật chi chủ chắp tay một cái, thì lễ một cái. Cựu nhật chi chủ khoát khoát tay, cười nói, chỉ là bị ngươi kinh động, tỉnh lại chốc lát thôi. Dừng một chút, hắn bấm ngón tay tính toán, bắt thiên cơ, trong mắt như thấy rõ vậy, nói chúc mừng ngươi, lập tức liền muốn chém ra, nếu có thể chặt đứt tim gông xiềng, thiết ngai vàng liền sẽ phụng ngươi vi tôn, hoàn toàn quy thuận ngươi, thiên nữ cũng sẽ đem băng hoàng thiên kiếm cho ngươi mượn. Đoạn thời gian này, Diệp Thần trải qua đủ loại, cựu nhật chi chủ suy diễn dưới, thì đã hiểu ra. Đây cũng là Diệp Thần không có tận lực che giấu, hắn mới có thể diễn toán rõ ràng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta nếu có thể chém ra trăm đạo, thiên nữ đúng là sẽ mượn kiếm, nhưng thiết ngai vàng chưa chắc sẽ quy thuận ta. Thiên nữ cam kết qua, nếu như Diệp Thần thành công chém ra trăm đạo, nàng sẽ mượn kiếm, Diệp Thần tự nhiên là tin tưởng, thiên nữ sẽ không nói rõ nói. Nhưng thiết ngai vàng, vậy thì không nhất định. Thiết ngai vàng tâm cao khí ngạo. Căn bản không đem Diệp Thần đặt ở bên trong mắt, hắn tuy đã từng cam kết qua, thậm chí là ở võ tổ trước mặt tầng cam kết, nếu như Diệp Thần đạt thành trăm ra chém, hắn sẽ quy thuận. Nhưng Diệp Thần biết, thiết ngai vàng không thể nào như thế tùy tiện thuận phục, muốn nhận phục đối phương, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Cựu Nhật Chi Chủ nói, lấy ngươi luân hồi oai, tương lai sớm muộn có một ngày, có thể trấn áp thiết ngai vàng, vậy không tới phiên hắn không phục. Chờ ngươi lấy được rồi băng hoàng thiên kiếm, ngươi có thể ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đem con gái ta hồi phục. Tám đại thiên kiếm gom đủ sau đó,
cựu Nhật chi chủ có thể hồi phục, sau đó hắn sẽ đem mình đạo thống cùng trọn đời tu vi, chuyển tới con gái Võ Giao trên mình. Đến lúc đó, cựu Nhật chi chủ sẽ vĩnh viễn vẫn diệt, từ bi chủ Võ Giao, đem thừa kế hắn ý chí, lần nữa quật khởi. Hết thảy các thứ này, đều cần Diệp Thần từ cạnh trợ giúp. Cho nên, cựu Nhật chi chủ là thiên đinh vạn chúc. Hắn coi trọng Diệp Thần, chỉ cần Diệp Thần đột phá tim gông xiềng, là có thể mượn được thiên nữ băng hoàng thiên kiếm, đến lúc đó là được hồi phục Võ Giao. Diệp Thần nói, tiền bối, ta cũng nhớ, chỉ là chặt đứt tim gông xiềng, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Cựu Nhật chi chủ cười nói, không sao, ta coi trọng ngươi, ngươi nhất định có thể đột phá người xưa thành tựu, thành công đạt thành trăm gia chém kinh thiên sự nghiệp. Diệp Thần nói, hy vọng như vậy. Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi, tiền bối, ta có là một muốn hỏi. Cựu Nhật chi chủ nói, chuyện gì? Diệp Thần nói, Thiện Nhu công chúa ma khí, không biết tiền bối nhưng có hoàn toàn biện pháp giải quyết. Diệp Thần biết cựu Nhật chi chủ kiến thức rộng, có lẽ có thể hoàn toàn giải quyết Thiện Nhu vấn đề. Hiện tại lấy được rồi trấn ma thạch, Thiện Nhu ma khí, là tạm thời có thể chế trụ. Nhưng, cái này cũng chỉ là áp chế thôi. Muốn hoàn toàn giải quyết, còn cần khắc nghịch hắn pháp. Cựu Nhật chi chủ nhướng mày một cái, trầm ngâm một hồi, liền nói, người muốn giải quyết vậy ma nữ khốn khổ, ngược lại là có thể đi tịnh trì thử một chút. Diệp Thần nói, tịnh trì. Cựu Nhật chi chủ nói, ừ, vậy tịnh trì, cùng bốn đại tiên ao tương tự, là ta thiên vũ tiên cửa trước kia pháp bảo, con gái ta Võ Giao, sau khi sanh từng ở tịnh trì ngâm trăm ngày, vậy tịnh trì dính qua nàng từ bi khí, càng tinh khiết, đủ để hóa giải vậy ma nữ ma khí. Chỉ là, ta thiên vũ tiên cửa bị vạn khư xúc diệt sau đó, tịnh trì liền bị ta sư đệ vô thiên mang đi, ta cũng không biết hôm nay tịnh trì, rơi ở phương nào. Người muốn hóa giải vậy ma nữ ma khí, có thể đi tịnh trì thử một chút, nhưng chỉ sợ không quá dễ dàng. Cựu Nhật chi chủ biết, Diệp Thần và ma tổ vô thiên, mâu thuẫn hiểm khích khá sâu, Diệp Thần muốn mượn dùng tịnh trì, làm thiện mềm giải quyết ma khí, chỉ sợ là khó hơn lên trời. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ở ma tổ vô thiên trong tay sao? Cựu Nhật chi chủ nói, ta biết, chính là như thế nhiều. Diệp Thần nói, được rồi, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tịnh trì ở ma tổ vô thiên trong tay, muốn có được chân thực không dễ, nhưng so với tràn đầy không đầu tự, hiện tại cuối cùng là có điểm mặt mũi. Cựu Nhật chi chủ lại nói, vậy Hồng Xuân Thu tự lập môn hộ, thành lập Tẩy Nhan Tiên Tông, người không dự định tuyên dương ra ngoài sao? Diệp Thần nói, không được, giữ lại Hồng Xuân Thu, tương lai cũng có thể gánh gai vạn khư. Cựu Nhật chi chủ nói, Hồng Xuân Thu lang tử dã tâm, cuối cùng là một gieo họa, người ngược lại không như hiện tại bại lộ hắn, để cho vạn khư đem xúc diệt, vậy dễ giải quyết một cái mối họa. Diệp Thần cười cười nói, nếu như Hồng Xuân Thu bị xúc diệt, Tẩy Nhan Tiên Tông đạo thống, thì phải rơi vào vạn khư trên tay, vạn khư thế lực tiến một bước bành trướng, ta có thể không chịu nổi. Cựu Nhật chi chủ cau mày gật đầu, cũng có đạo lý, thôi, đây là ngươi bố trí, ta cũng không khen ngợi nghĩ cái gì, chỉ mong ngươi có thể sớm ngày gom đủ tám đại thiên kiếm. Diệp Thần nói, tiền bối mời yên tâm, ta nhất định sẽ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần mở ra tinh thiên thủy kính, theo dõi thái thượng thiên cơ, tra xem Tẩy Nhan Tiên Tông lai lịch. Trước đây Tẩy Nhan Tiên Tông cử hành khánh điển, Diệp Thần cũng rất muốn biết, vậy khánh điển chuyện gì xảy ra? Tinh thiên thủy kính mở ra, đi qua thiên cơ hiện ra. Chỉ gặp thủy kính hình ảnh bên trong, Tẩy Nhan Tiên Tông khách quý chật nhà, tân khách như mây, răng đèn kết hoa, khánh điển mười phần náo nhiệt. Rồi sau đó, một cái khăn che mặt cô gái đổ đỏ, xuất hiện ở Tẩy Nhan Tiên Tông trên đài cao, toàn trường tân khách làm hoa mắt khen ngợi. Tẩy Nhan Tiên Tông các đệ tử, thì hướng về phía cô gái đổ đỏ kia, quỳ xuống đất màng bái, hô to tông chủ uy vũ, vĩnh hằng bất hủ. Lúc đầu chàng này khánh điển, trừ chúc mừng Tẩy Nhan Tiên Tông thành lập ngàn năm, còn có công khai tông chủ thân phận ý. Trước kia Tẩy Nhan Tiên Tông tông chủ, thân phận một mực rất thần bí, người ngoài cũng không biết. Nhưng cái này một tí, Tẩy Nhan Tiên Tông tự mình công khai, mặc dù chỉ là nửa công khai, cũng không phải là hoàn toàn, nhưng chỉ ít người ngoài biết, Tẩy Nhan Tiên Tông tông chủ, là một cái cô gái đổ đỏ. Diệp Thần và cựu Nhật chi chủ, nhìn thủy kính bên trong hình ảnh, một hồi cười khanh khách. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra, cô gái đổ đỏ kia, chính là Hồng Xuân Thu,
chỉ là giả trang trang phục nữ, che người tai mắt thôi. Cái này, Hồng Xuân Thu tên này, lại có thể mặc vào trang phục nữ, mê muội người ngoài. Diệp Thần hoàn toàn hết ý kiến, Hồng Xuân Thu làm như vậy, thật không sợ đạo tâm bị long đong sao. Cựu Nhật Chi chủ cũng là ho khan hai tiếng, lắc lắc đầu nói, xem ra hắn cũng biết, người sẽ không dễ dàng đem hắn bại lộ, cho nên hắn dứt khoát mặc trang phục nữ, mê muội người ngoài tầm mắt, cứ như vậy, Vạn Khư Thần Điện thấy Tẩy Nhan Tiên Tông tông chủ, là cô gái, lại càng không sẽ hoài nghi đến hắn trên đầu, người này thật là hảo tâm kế, chính là thủ đoạn có đợi tranh luận. Diệp Thần không lời chống đỡ, là thật hoàn toàn hết ý kiến. Cựu Nhật Chi chủ nói thôi. Luân hồi chi chủ, thái thượng thế giới dòng nước ngầm phân tranh, ngươi tạm thời vậy không cần để ý tới, mau sớm chém ra, gom đủ 8 đại thiên kiếm, mới là chuyện khẩn yếu. Cựu Nhật chi chủ tâm niệm, chính là hồi phục võ giao, cho nên gom đủ 8 đại thiên kiếm, ở hắn trong mắt, chính là chuyện trọng yếu nhất. Diệp Thần nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ mau sớm. Cựu Nhật chi chủ gật gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đi về trước. Chúc ngươi có thể thuận lợi giải quyết vậy ma nữ khốn khổ. Dứt lời, cựu Nhật chi chủ chính là trở lại thiên kiếm bên trong, lần nữa rơi vào ngủ say. Tịnh trì. Xem ra muốn tìm ma đế tiền bối thương lượng một tí. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, lúc này có chủ ý, liền tạm biệt hoang tộc các loại, trở lại hắc ám cấm hải. Hoang tộc ở Diệp Thần tạm biệt sau đó, lưu luyến không thôi, liền ở tổ địa bên trong. Xây lên Diệp Thần pho tượng, cùng hoang lão đặt song song, chờ đợi Diệp Thần cùng hoang lão, đồng loạt trở về một ngày. Hắc ám cấm hải, Bắc Mãng tổ địa bầu trời, một cái thời không hố đen hiện lên. Diệp Thần biến dạng hư không, hạ xuống. Hắn từ địa ngục giới trở về, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Thư Thanh đám con gái, cũng trước thời hạn ra nghênh tiếp, dẫu sao các nàng trước Diệp Thần một bước về tới đây. Một phen đoàn viên sau đó. Diệp Thần ở đó hoang vu trong núi rừng, gặp được Thiện Nhu. Diệp Thần ca ca, người trở về. Thiện Nhu thấy Diệp Thần trở về, liền nụ cười yêu kiều tiến lên nghênh đón. Cổ nàng trên treo một khối mặt ngọc, chính là dùng chấn ma thạch đánh tạo thành mặt ngọc. Ở đó chấn ma thạch mặt ngọc dưới áp chế, nàng trong cơ thể ma khí, không phát tác lại, thời khắc này nàng, nhìn như liền giống như là cái phổ thông thiếu nữ vậy, tươi đẹp thanh nhã. Diệp Thần cười nói, Thiện Nhu, thân thể ngươi thế nào? Thiện Nhu nói, đa tạ Diệp Thần ca ca chiếu cố, có chấn ma thạch, ta đã không có gì đáng ngại, ta ma khí sẽ không lại phát tác, sau này vậy sẽ không làm thương tổn ngươi. Dừng một chút, Thiện Nhu lại có chút thấp thỏm nháy mắt mấy cái, nói, Diệp Thần ca ca, ngươi. Ngươi sau này sẽ không lại muốn giết ta chứ? Diệp Thần cười nói, yên tâm, nếu ngươi sẽ không lại ma hóa. Vậy ta tự nhiên cũng sẽ không lại tổn thương ngươi, chỉ là ngươi ma khí, chỉ là bị áp chế, cũng không hoàn toàn giải quyết, ta đoạn thời gian này, sẽ lại nghĩ biện pháp, hoàn toàn giải quyết hết ngươi ma khí khốn khổ. Thiện Nhu ngạc nhiên mừng rỡ, nói, đa tạ Diệp Thần ca ca. Diệp Thần gật đầu một cái, liền tỏ ý Thiện Nhu nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện khác, hắn sẽ xử lý. Sau đó, Diệp Thần phát ra truyền tin, mời Già Thiên Ma Đế tới đây thương nghị. Hắn chuẩn bị cướp lấy Tịnh Trì, hoàn toàn giải quyết Thiện Nhu ma khí, đồng thời những ngày qua thời gian, hắn vậy dự định vững chắc cảnh giới, lại đi võ uyên thế giới đột phá chém ra. Ở truyền tin phát ra sau đó, ước chừng qua 3 ngày, Già Thiên Ma Đế mới đi tới Bắc Mãng tổ địa, để cho Diệp Thần rất bất ngờ. Ma Đế hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, xin lỗi, chậm một chút. Diệp Thần mang Ma Đế trên nguyện vọng thiên tinh, có chút kinh ngạc hỏi, Ma Đế tiền bối. Làm sao phải lâu như vậy mới đến? Ma Đế nói, gần đây Kiêu Vương Điện hạ xuống, đại quân chú đóng ở bên trong bờ biển cảnh, ta Cựu Nhật Minh phòng thủ áp lực cực lớn, chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không có thể tùy tiện thoát thân, ngày hôm nay mới có thời gian tới đây. Diệp Thần cau mày nói, Huyền Thiên Kiêu đích thân đến sao? Hắn đã sớm nghe nói qua, Vạn Khư Thần Điện muốn điều chỉnh sách lược, đối phó Ma Tổ Vô Thiên, Kiêu Vương Điện chính là tiên phong. Ma Đế nói, Huyền gia lão tổ Huyền Thiên Kiêu, tự mình chấn giữ, không phải chuyện đùa. Huyền Thiên Kiêu chính là thập đại lão tổ một trong, thực lực mạnh mẽ, hắn dẫn Kiêu Vương Điện, đại quân áp sát biên giới, Cựu Nhật Minh áp lực, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần khá là chấn động, mở ra tinh thiên thủy kính chiếu một cái, quả nhiên chiếu gặp ở bên trong bờ biển cảnh,
ùn ùn kéo đến đại quân trú đóng, không biết có nhiều ít vạn người, chi chít, liên miên không thấy được cuối. Vậy ngàn vạn triệu đại quân bên trong, ngồi trấn trung ương, chính là Huyền Thiên Kiêu. Huyền Thiên Kiêu cùng Phong Đế quân đánh một trận sau đó, mù cặp mắt. Hắn lúc này, cặp mắt quấn vải trắng, uy nghiêm không có chút nào yếu bớt, một như thường lệ cường hãn. Tựa hồ cảm thấy được có người theo dõi, Huyền Thiên Kiêu hừ một tiếng, cong ngón tay bắn ra. Tí tách, Diệp Thần Tinh Thiên Thủy Kính, nhất thời nổ tung, hơi thở cắn trả tới đây, để cho được hắn khí huyết một hồi hỗn loạn. Già Thiên Ma Đế nói, thật may vậy Huyền Thiên Kiêu, cũng không dám tùy tiện xuất chiến, trước mắt chỉ là trú đóng ở biên giới, không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần ngưng trọng nói, chiến sự cùng nhau, chỉ sợ khói lửa đầy trời, hắc ám cấm hải lại không ngày yên tĩnh, chúng ta cũng có thể bị cuốn vào. Ma Đế gật đầu nói, đúng là như vậy, nhưng chỉ có Huyền Thiên Kiêu một nhánh thế lực, còn uy hiếp không được Cựu Nhật Minh, hắn dám tùy tiện xuất chiến, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần trong lòng chờ chút, nói, như vậy cho giỏi, gần đây ta sắp chém ra đột phá, bây giờ không phải là cuối cùng quyết chiến thời điểm. Ma Đế cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, quả nhiên là quá chân cảnh 9 tầng trời, lập tức liền muốn chém ra đột phá, nói, thằng nhóc giỏi, người rốt cuộc phải chém ra, ta đây là mong đợi, người có thể chặt đứt nhiều ít gông xiềng. Diệp Thần nói, hy vọng sẽ không quá kém, ta dự định cùng Thiện Nhu chuyện kết thúc sau đó, trở về nữa võ uyên thế giới một chuyến. 100 đạo gông xiềng, khó khăn nhất chặt đứt, chính là tim gông xiềng. Hiện tại Thiện Nhu chuyện, còn không giải quyết. Diệp Thần cuối cùng có lòng ràng buộc, rất khó đột phá gông xiềng. Muốn chặt đứt tim gông xiềng, tốt nhất là tim không trở ngại ngưng động, không có gánh nặng. Huống chi hắn mới vừa bước vào quá chân cảnh 9 tầng trời, vậy cần thời gian vững chắc cảnh giới. Già Thiên Ma Đế nói, người muốn giải quyết hết vậy ma nữ ma khí, cần dùng đến tịnh trì, ta mấy ngày nay tra được tịnh trì rơi xuống, nhưng chúng ta không thể nào đến gần, càng không thể nào lấy đi tịnh trì. Diệp Thần nói, tại sao? Ma Đế không biết làm sao, nói, còn nhớ Cựu Nhật Minh vậy cấm địa bảo khố sao? Diệp Thần nói, Vĩnh Sanh Chi Môn trấn thủ vậy phiến cấm địa bảo khố. Ma Đế gật đầu nói, đúng vậy, tịnh trì sẽ ở đó phiến trong cấm địa, vô thiên không thể nào cho phép ta lại vào đi. Cựu Nhật Minh cấm địa bảo khố, cất giấu đại lượng kỳ chân dị bảo, trước Diệp Thần và Ma Đế, thậm chí ở bên trong đã từng thiên thần kiếm hồn. Diệp Thần lần đầu tiên thấy Vĩnh Sanh Chi Môn, cũng là ở đó cấm địa bên trong. Vĩnh Sanh Chi Môn vậy cổ vinh hoa tôn quý, vĩnh sinh bất hủ khí phách, cho Diệp Thần vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Đồng thời, Vĩnh Sanh Chi Môn khí linh, vĩnh sinh chi chủ, cũng là Cựu Nhật Minh lánh đời trưởng lão, sâu được ma tổ vô thiên tin cậy, muốn từ trong tay hắn cướp lấy tịnh trì, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Lần trước Ma Đế trợ giúp Diệp Thần, cướp đi thiên thần kiếm hồn. Có cái này dạy bảo, ma tổ vô thiên không thể nào lại để cho Ma Đế đặt chân cấm địa nửa bước. Đây có thể khó giải quyết. Diệp Thần chau mày, tịnh trì bị Vĩnh Sanh Chi Môn canh chừng, cái này còn làm sao cướp lấy? Ma Đế trầm ngâm một hồi, liền nói, người muốn nhận lấy tịnh trì, trừ phi điệu hổ ly sơn, cây đi Vĩnh Sanh Chi Môn, như vậy cấm địa phòng thủ trống rỗng, người liền có thể ung dung đi vào. Đây là duy nhất cơ hội. Gần đây ma tổ vô thiên bế quan, chỉ muốn giải quyết Vĩnh Sanh Chi Môn, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, một khi ma tổ vô thiên xuất quan, vậy ngươi còn muốn có bất kỳ động tác, cũng tuyệt không khả năng. Diệp Thần kinh ngạc nói, ma tổ vô thiên bế quan sao? Hôm nay Kiều Vương Điện đại quân áp sát biên giới, hắn còn bế quan. Ma Đế ngưng trọng nói, ma tổ vô thiên tu vi, là vô lượng cảnh tầng 8 trời, khoảng cách thế giới hiện thật tu luyện đỉnh cấp, vô lượng 9 tầng trời, cũng chỉ có một bước xa. Hắn gần đây cảm nhận được đột phá hơi thở, cho nên biết rõ chiến cuộc nguy hiểm, cũng phải bế quan. Một khi hắn thành công đột phá xuất quan, hắn là có thể đứng ở thế giới hiện thật nhất đỉnh cấp. Đến lúc đó thiên hạ cao thủ hạng, liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn sẽ vượt qua Vũ Hoàng Cổ Đế, trở thành đời này thứ nhất. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời rất chấn động cái gì? Ma tổ vô thiên muốn đột phá. Vô lượng cảnh 9 tầng trời. Đó là hiện thế võ đạo nhất đỉnh phong, lại tiến lên trước một bước, đó chính là không không cảnh giới. Vô lượng cảnh tầng 8, đến vô lượng cảnh tầng 9, mặc dù chỉ là nhất tầng thiên chênh lệch, nhưng là nghịch thiên vậy khác biệt, muốn đột phá,
so với từ tầng dưới chót nhất ngâm thân thể cảnh, một mực tu luyện tới thiên quân cảnh giới, còn phải gian nan được hơn. Bởi vì vô lượng cảnh 9 tầng trời, đại biểu thế giới hiện thật nhất đỉnh cấp, một khi đạt thành, đó chính là đứng ở cả thế giới tột cùng nhất cường giả, hoành đẩy vạn cổ kỷ nguyên vô địch. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, mà tổ vô thiên ở nơi này giây phút, lại có đột phá tột cùng nhất dấu hiệu. Thậm chí, vì đột phá, hắn ở vạn khư đại quân áp cảnh dưới tình huống, còn cố ý muốn bế quan cảm ngộ. Ma đế nói, hôm nay ma tổ vô thiên bế quan, cựu Nhật Minh do Vĩnh Sanh Chi Môn toàn quyền thống quản, muốn điệu hổ ly sơn, trừ phi là Kiêu Vương Điện ở bên ngoài phát động tấn công, mới có thể đem Vĩnh Sanh Chi Môn đưa tới đi, nhưng Huyền Thiên Kiêu lão hổ ly kia, cũng không khả năng qua loa vọng động. Diệp Thần chau mày, đây có thể rơi vào tử cục. Có Vĩnh Sanh Chi Môn chấn giữ, hắn thậm chí liền đến gần cựu Nhật Minh cũng khó khăn. Muốn điệu hổ ly sơn, thì cần Kiêu Vương Điện bên ngoài làm khó dễ, nhưng mà Huyền Thiên Kiêu lão luyện thành thục, tuyệt sẽ không tùy tiện động tác. Ma đế thở dài nói, chỉ cần ngươi có thể điệu hổ ly sơn, chi khai Vĩnh Sanh Chi Môn, ta có thể để cho ngươi lần nữa tiến vào cấm địa bảo khố. Nghe ma đế mà nói, Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. Có cách gì, có thể điệu hổ ly sơn đâu? Trong lòng suy tư suy tưởng, Diệp Thần bỗng nhiên lúc này phúc tới tâm linh. Móc ra một tấm lệnh bài, nói, đúng rồi, ta có biện pháp. Ma đế gặp lệnh bài kia bên trên, in một cái y gió chữ, hơi có chút ngạc nhiên nói, người có biện pháp gì? Diệp Thần nói, Phong đế quân sáng lập một cái kêu là Phong thần hội thế lực, hiện tại giao cho ta toàn quyền trông coi, ta có thể triệu hoán Phong thần hội cường giả hạ xuống, để cho bọn họ ngụy trang thành Kiêu Vương Điện người, tái phát dậy chiến loạn, có lẽ có thể đem Vĩnh Sanh Chi Môn đưa tới đi. Ma đế ánh mắt sáng lên, nói cái biện pháp này, có lẽ hữu hiệu. Phong đế quân quả nhiên không có phản bội, hắn đối ngươi như cũ trung thành cảnh cảnh. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng đối Phong đế quân, cũng là khá là cảm kích. Hắn lúc này đem tự thân linh khí, bơm vào đến Phong thần làm bên trong, cùng Phong thần hội rất nhiều cường giả câu thông. Nhất thời, cổ xưa rất xa thời không chỗ sâu, truyền đến kịch liệt chấn động. Một đạo phong chi cửa xuất hiện ở Bắc Mãng tổ địa bầu trời. Rắc rắc. Rồi sau đó, cửa mở ra, từng cái dũng mãnh võ giả, lục tục hạ xuống xuống. Trong thoáng qua, ước chừng mấy chục ngàn cái võ giả, đáp xuống, ngay ngắn xếp hàng, hướng Diệp Thần thi lễ. Phong thần hội đệ tử, gặp qua luân hồi tôn chủ. Phong đế quân sáng lập phong thần hội, chính là vì trợ giúp Diệp Thần, đối kháng vạn khư thần điện. Cho nên, giờ phút này rất nhiều phong thần hội cường giả hạ xuống, chính là vô cùng cung kính phụng Diệp Thần vi tôn. Diệp Thần vô căn cứ lấy được cái này nhiều cường giả như vậy, nội tâm lại là kích động, lại là cảm khái, nói các vị cực khổ. Phong thần hội chư cường cùng nói, là luân hồi chi chủ cống hiến, dù chết không chối từ. Ma đế thấy phong thần hội người, đối Diệp Thần quỳ bái, thanh âm phát ra từ tới thành, cũng biết bọn họ đều là luân hồi trung thành nhất tín đồ, có thể trọng dụng. Không khỏi gật đầu một cái. Diệp Thần nói, mà đế tiền bối, dựa vào ta phong thần hội đám này huynh đệ, chẳng biết có được không thực hiện vậy điệu hổ ly sơn bố trí. Ma đế nói, có thể, ta đi an bài. Cựu Nhật Minh ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, có rất nhiều cứ điểm, trong đó có rất nhiều cứ điểm, là phong thủy khí vận chỗ mạch máu. Nếu như một cái cứ điểm trọng yếu, gặp công kích mãnh liệt, Vĩnh Sanh Chi Môn không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Ma đế liền cùng Diệp Thần mưu đồ, hướng nơi nào cứ điểm phát động tấn công, thì như thế nào chu toàn rút lui, một khi điệu hổ ly sơn thành công, Diệp Thần thì như thế nào tiến vào cấm địa vân. Vân, tất cả mọi chuyện, cũng làm xong cặn kẽ suy diễn cùng mưu đồ. Diệp Thần tinh thiên thủy kính thần thông, có thể chiếu gặp quá khứ vị lai, mượn tinh thiên thủy kính xem bói, Diệp Thần phỏng đoán lần này kế hoạch, là 10 phần chắc 9, cơ hồ hết thảy nhân quả, đều có thể suy tính được rõ ràng. Duy nhất coi là không rõ, chính là ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên thiên cơ hơi thở, mang một tầng mơ hồ sương mù, vô luận Diệp Thần làm sao suy tính, vậy dòm ngó không thấy được hắn chút nào lai lịch. Ma tổ vô thiên, chính là chàng này bố trí, biến số lớn nhất. Ước chừng suy diễn lập 7 ngày, Diệp Thần và ma đế, rốt cuộc đem bố cục chi tiết, diễn toán rõ ràng, nếu như không có ma tổ vô thiên nhúng tay, hết thảy cũng sẽ đặc biệt thuận lợi. Ta luôn có bất an, vạn nhất. Diệp Thần thật sâu cau mày,
mà Tổ Vô Thiên cái này to lớn biến số, để cho hắn bên trong lòng thấp thỏm. Thậm chí, đang suy nghĩ muốn theo dõi mà Tổ Vô Thiên nhân quả thời điểm, Diệp Thần thậm chí có một loại đại họa ập lên đầu cảm giác, thật giống như thấy mình đời này tánh mạng, muốn chung kết ở ma Tổ Vô Thiên trong tay vậy, trong lòng tràn đầy tử khí kiềm chế, tựa như cổ họng đều bị người nắm được, cho tới bây giờ chưa từng có như vậy sợ hãi cảm thụ. Ma đế vậy nhìn thấu Diệp Thần lo âu, nói, vô luận lại kế hoạch hoàn mỹ, cũng sẽ có thất bại có thể, đừng vạn nhất, chúng ta hết sức mà là được. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, được, vậy theo kế hoạch làm việc. Ma đế gật đầu một cái, liền trước trở lại cựu Nhật Minh. Diệp Thần triệu tập phong thần hội võ giả, chờ đợi ban đêm đến. Tất cả phong thần hội thành viên, cũng đổi lại Kiêu Vương Điện khôi giáp, trên mình tản ra hơi thở, cũng cùng Kiêu Vương Điện độc nhất vô nhị. Diệp Thần tiếp xúc qua Huyền Thiên Kiêu, quen thuộc đối phương hơi thở, cho nên phải giả trang thành Kiêu Vương Điện cường giả, đó là dễ như trở bàn tay. Đến được màn đêm buông xuống, tinh nguyệt chiếu rọi, hắc ám cấm hải tiếng gió hu hu, tràn ngập một phiến sơ sắc tiêu điều bầu không khí. Diệp Thần không tiếng động phất tay một cái, tất cả phong thần hội các cường giả, chính là lặng lẽ biến dạng hư không, rời đi Bắc Mãng tổ địa, chuẩn bị phát động tấn công. Chàng này vô cùng hung hiểm bố trí, đem ở tối nay diễn. Kim Bằng Đảo, hắc ám cấm hải lên một cái to lớn hòn đảo, là ngày xưa ma tổ Vô Thiên dưới quyền tinh thú, Karura đã từng cư trú hòn đảo. Cái đảo này đảo nhỏ, cũng là cựu Nhật Minh một nơi phong thủy khí vận chi địa. Cho dù Karura sớm đã chết đi, nhưng cái đảo này đảo nhỏ, mỗi tháng cũng là cựu Nhật Minh cung cấp đại lượng cung phụng, là cựu Nhật Minh một cái cứ điểm trọng yếu. Giờ phút này, ở Kim Bằng trên đảo không, bỗng nhiên xuất hiện từng cái thời không hố đen. Rồi sau đó, chính là từng cái người mặc trọng giáp võ giả, từ trên trời hạ xuống, mang hung hãn sát khí, trực tiếp tiến vào Kim Bằng đảo bên trên. Những võ giả này, dĩ nhiên chính là phong thần hội thành viên. Ngụy trang thành Kiêu Vương Điện người, trắng trợn sát phạt. Hu hu hu. Kim Bằng đảo bên trên, nhất thời vang lên phòng bị tiếng kèn lệnh. Nơi đây có rất nhiều cựu Nhật Minh võ giả trấn thủ, nhưng phong thần hội toàn bộ điều động, bọn họ căn bản không ngăn được. Ánh đao kiếm ảnh, máu thịt tung tóe. Rất nhanh, Kim Bằng đảo đã bị tắm máu, không biết bao nhiêu người bị giết. Đáng chết, Kiêu Vương Điện phát động tấn công. Đi nhanh bẩm báo tổng đàn. Chúng ta muốn không phòng giữ được. Rất nhiều cựu Nhật Minh võ giả giống to, liều chết chống cự, có người hướng cựu Nhật Minh tổng đàn bên kia, phát đi cầu cứu tín hiệu. Một cái phong thần hội võ giả, giấy lên một tấm phù chiếu linh khí phóng thích, từng luồng xanh thảm chói lọi, ngay tức thì bộc phát ra. Ở đó xanh thảm huy hoàng bao phủ hạ, toàn bộ Kim Bằng đảo, rất sắp biến thành một phiến màu xanh đen đất nước. Núi cao, rừng rậm, kiến trúc. Còn có một cái cựu Nhật Minh võ giả, ở đó xanh thẳm huy hoàng ánh chiếu hạ, hóa thành tinh khiết ngọc bích pho tượng. Đó là Diệp Thần đặc biệt chế tạo Thâm Lam Quốc độ phù chiếu, một thả ra ngoài, tinh khiết xanh thẳm chói lọi lan truyền, để cho được toàn bộ Kim Bằng đảo, trực tiếp biến thành một cái ngọc bích thế tạo khoáng đạt thế giới. Cựu Nhật Minh tổng đàn, trên đại điện. Một cái tóc bạc mặt hồng hào nam tử, đứng chắp tay, chính là Vĩnh Sanh Chi Môn Khí Linh, Vĩnh Sinh Chi Chủ. Già Thiên Ma Đế liền đứng ở Vĩnh Sinh Chi Chủ bên cạnh. Ma Đế Thánh Tử, người nói, Kiêu Vương Điện lúc nào sẽ phát động tấn công. Vĩnh Sinh Chi Chủ ngưng mắt nhìn Ma Đế, tựa hồ muốn từ Ma Đế trên nét mặt, đọc xảy ra cái gì mịt mờ đồ. Ma Đế thần sắc bình tĩnh, nói Kiêu Vương Điện cuối cùng là đơn độc tác chiến, lật không dậy nổi cái gì sóng, coi như không có lão tổ ở chỗ này, có Vĩnh Sinh tiền bối trấn thủ, có thể bảo đảm ta cựu Nhật Minh vô tư không lo. Vĩnh Sinh Chi Chủ thở dài nói, Huyền Thiên Kiêu cuối cùng là 10 đại thiên quân lão tổ một trong, cũng không thể khinh thị à. Hắn tiếng nói rơi xuống, một cái cựu Nhật Minh đệ tử, vội vã từ bên ngoài đi vào, quỳ xuống đất vội la lên. Báo, Vĩnh Sinh trưởng lão, Ma Đế Thánh Tử, Kim Bằng Đảo gặp phải Kiêu Vương Điện công kích, luân hãm vào tức, phát tới tín hiệu cầu cứu. Trình lên một phần ngọc giản. Cái gì? Nghe được Kiêu Vương Điện đánh ra. Vĩnh Sinh Chi Chủ thân thể chấn động một cái, rất kinh ngạc. Ma Đế thì đứng xuôi tay, không nói một lời, không có biểu lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, miễn được bại lộ. Xem Vĩnh Sinh Chi Chủ thứ nhân vật như vậy, cảm ứng 10 phần bén nhạy, hắn nếu như ngụy trang kinh ngạc, rất dễ dàng bị nhìn ra đầu mối,
ngược lại không như giữ yên lặng. Vĩnh sinh chi chủ cầm lấy ngọc giản, linh khí rung lên, ngọc giản chấn động, triển lộ ra một bức tranh. Hình ảnh bên trong, mấy chục ngàn cái kiêu vương điện cường giả, ở kim bằng đảo sát phạt ngang dọc, như vào chỗ không người. Thậm chí, kim bằng đảo rất nhanh bị một cổ xanh thảm chói lọi bao phủ, biến thành một phiến thâm lam quốc độ. Thâm lam quốc độ, hồng hoang tám cấm một trong, huyền thiên kiêu lại còn sẽ môn cấm thuật này. Vĩnh sinh chi chủ kinh hãi, hắn nắm giữ xác thực tình báo, hồng hoang tám cấm bên trong bi rơi mắt, bị huyền thiên kiêu nắm giữ. Nhưng hắn không nghĩ tới, thâm lam quốc độ môn cấm thuật này, lại có thể cũng bị huyền thiên kiêu nắm trong tay. Tên kia, lại có thể ẩn núp được sâu như vậy. Vĩnh sinh chi chủ thân thể run rẩy run, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Kim bằng đảo thất thủ, biến thành một cái thâm lam quốc độ thế giới, vậy cựu Nhật Minh khí vận, đem sẽ nghiêm trọng bị tổn thương. Ma đế thánh tử, người ở lại tổng đàn, ta qua đi cầu viện. Vĩnh sinh chi chủ rất nhanh làm xong quyết đoán, để cho ma đế lưu lại, mình chuẩn bị đi cầu viện. Ma đế chỉ ừ một tiếng, tuyệt không nói nhiều nửa câu nói nhảm. Vậy báo tin đệ tử nói, vĩnh sinh trưởng lão, người thống quản cựu Nhật Minh toàn cục, không thể khinh động à, vạn nhất chúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Vĩnh sinh chi chủ khoát tay một cái nói, huyền thiên kiêu lại có thể vận dụng thâm lam quốc độ, ta phải lập tức đi tới xử lý, trừ ta ra, không người có thể trấn áp. Ta cựu Nhật Minh có hộ sơn đại trận, dự đoán hắn coi như điệu hổ ly sơn, cũng không khả năng tổn thương ta cựu Nhật Minh chút nào. Thâm lam quốc độ khí tượng xuất hiện, hoàn toàn để cho vĩnh sinh chi chủ chấn động. Nếu như chỉ là thông thường cứ điểm thất thủ, hắn chưa chắc sẽ đích thân lên đường, nhưng chính là bởi vì thâm lam quốc độ xuất hiện, để cho hắn đứng ngồi không yên, nhất định phải tự mình ra mặt xử lý. Ma đế không giấu vết, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười. Vĩnh sinh chi chủ phản ứng, dĩ nhiên là ở Diệp Thần diễn toán bên trong. Diệp Thần nắm giữ thâm lam quốc độ cấm thuật, người ngoài căn bản không biết. Vĩnh sinh chi chủ nắm giữ trong tình báo, cũng không có thâm lam quốc độ bóng dáng, đó là một môn thất truyền rất lâu cấm thuật. Hắn tự nhiên không có liên tưởng đến Diệp Thần trên đầu, chỉ cho là huyền thiên kiêu ẩn núp. Cứ điểm thất thủ, có thể đoạt lại, nhưng nếu như toàn bộ cứ điểm, đều biến thành màu xanh đen thế giới. Vậy đoạt lại vậy không có ý nghĩa, bởi vì khí vận đều bị trấn áp. Vĩnh sinh chi chủ rời đi cựu Nhật Minh, ngự phong cực tốc đi kim bằng đảo chạy tới. Bởi vì kim bằng đảo không gian, vậy gặp phải thâm lam quốc độ hơi thở dính, lợi dụng không gian truyền tống thủ đoạn đi qua, cực kỳ nguy hiểm, chỉ có phổ thông phi hành mới là an toàn nhất. Mà ở vĩnh sinh chi chủ sau khi đi, ma đế lặng lẽ đem cựu Nhật Minh bảo vệ cấm chế, mở ra một cái khe hở. Thằng nhóc! Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ma đế trong lòng nhẹ nhàng than thở. Ở Kiêu Vương Điện đại quân áp sát biên giới sau đó, cựu Nhật Minh chính là ở tổng đàn bày ra cấm chế, nghiêm phòng ngoại địch xâm nhập, nồng cốt hộ sơn đại trận, lại là thời thời khắc khắc thuộc về chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ma đế đem cấm chế mở ra một kẽ hở sau đó, một đạo thân ảnh, chính là lặng yên không một tiếng động, dọc theo kẽ hở tiến vào. Thân ảnh kia, chính là Diệp Thần. Điệu hổ ly sơn, thành công. Diệp Thần cảm giác được vĩnh sinh chi chủ đã rời đi, nội tâm một hồi kích động. Quả nhiên, hết thảy đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh chung quanh có chút quen thuộc, hắn trước kia đã tới, trước mặt chính là một phiến liên miên dãy núi, chính là cựu Nhật Minh cấm địa bảo khố chỗ. Giờ phút này, vậy cấm địa lối vào, vậy phiến đồ sộ đại hoa quý vĩnh sinh chi môn, đã sớm không có ở đây. Chỉ có mấy cái trăm gia cảnh hậu kỳ võ giả ở chấn thủ. Vậy mấy cái chấn thủ người, tự nhiên đối Diệp Thần không tạo được bất kỳ uy hiếp. Diệp Thần trực tiếp hiện thân đi ra, sải bước đi về phía trước. Luân hồi chi chủ. Vậy mấy cái chấn thủ người, thấy Diệp Thần tới, kinh hãi được không dám tin tưởng mình ánh mắt, trợn mắt hốc mồm. Hoang ảnh chín phá. Diệp Thần thân thể động một cái, linh khí nổ, sau lưng lập tức kéo ra khỏi chín đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh, cũng xen lẫn hoang cổ hơi thở. Bình bịch bịch. Vậy đạo tàn ảnh, thẳng sông lên lên, như điên sư mãnh hổ vậy, dễ như bớn, tại chỗ đem vậy mấy cái chấn thủ người, toàn bộ nghiền nát. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, bước qua vậy mấy cái chấn thủ người thi thể, sải bước tiến vào cấm địa bảo khố bên trong. Thành công bước vào sau đó, Diệp Thần cũng không có dư thừa vẻ mừng rỡ,
bởi vì tương lai sắp xảy ra hết thảy, hắn sớm đã dùng tinh thiên thủy kính chiếu thấy qua. Chân chính uy hiếp, không phải vậy mấy cái chấn thủ người, uy hiếp còn ở phía sau. Ở cấm địa trong núi rừng, một đường nhanh chóng đi tới trước, Diệp Thần rất nhanh đi tới cấm địa chỗ sâu, ở trên một mảnh đất trống, thấy được một nơi nước trong veo ao. Nước kia ao khói mù hòa hợp, tràn ngập ti ti lũ lũ tiên hà thủy thải, từng tia tinh khiết hơi thở tản mát ra, làm người ta hít thở một cái, liền cảm thấy tâm thần sảng khoái. Đây chính là tịnh trì liền sao? Diệp Thần nhìn trước mắt ao nước, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Cho dù hắn trước thời hạn suy diễn qua, dùng tinh thiên thủy kính chiếu gặp qua tịnh trì hình dáng, nhưng làm hắn thật khi thấy tịnh trì thời điểm, nội tâm cũng là nổi lên vô cùng gợn sóng. Chỉ cần lấy đi tịnh trì, liền có thể hoàn toàn giải quyết hết thiện nhu ma khí. Diệp Thần tiến lên trước một bước, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn đoán qua, tịnh trì có cấm chế cường đại tồn tại, là vĩnh sinh chi chủ lưu lại, nếu như qua loa thu lấy, kích động cấm chế, thiên quân cường giả đều có rơi xuống có thể. Huyền tôn cửa, cho ta hiến tế. Diệp Thần một tiếng khẽ quát, thong thả, sử dụng một cánh cửa hộ, chính là huyền tôn cửa. Giao. Diệp Thần tại chỗ đem huyền tôn cửa hiến tế hết, huyền tôn cửa nghiền, hóa thành một cổ minh mông linh quang, hung hăng hướng tịnh trì đánh tới. Một tiếng nổ, ao nước nổ tung, tịnh trì bên trên, có vô số cấm chế phủ văn, lập tức nổi lên, ở huyền tôn cửa mạnh mẽ dưới sự xung kích, lại ngay tức thì bể tan tành. Tịnh trì cấm chế bể tan tành, toàn bộ ao, liền lại cũng không có bất kỳ bảo vệ. Sốt cuộc có thể thu lấy. Diệp Thần chép miệng một cái. Vì phá vỡ tịnh trì cấm chế, hắn nhưng mà liền huyền tôn cửa cũng hiến tế rớt, giá phải trả quả thực không nhỏ. Lập tức, Diệp Thần bàn tay một chiêu, trực tiếp đem toàn bộ tịnh trì, thu vào hoàng tuyền đồ bên trong. Tịnh trì thu lấy thành công, Diệp Thần lại không có lập tức rời đi, mà là lưu tại chỗ, sử dụng luân hồi thiên kiếm, nguyện vọng thiên tinh, người đồ sát thánh bôi vân. Vân pháp bảo, bày trận mà đợi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì hắn biết, hiện tại phải chạy, là không thể nào chạy mất, sau cùng uy hiếp còn không hạ xuống. Hắn đoán qua tương lai, chỉ có giải quyết hết sau cùng uy hiếp, mới có khả năng rời đi. Lúc này, kim bằng đảo bên trong. Vĩnh sinh chi chủ ngự gió bay tới, đáp xuống kim bằng đảo, thấy toàn bộ hòn đảo, đều biến thành xanh đậm đất nước, mà chung quanh chỉ một người cũng không có, trống rỗng một phiến. Không tốt, trung kế. Vĩnh sinh chi chủ sắc mặt đại biến. Còn người có giúp lại, nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức biến dạng hư không, muốn trở lại cựu Nhật Minh. Ha ha ha, vĩnh sinh chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại dám đi ra. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng cười lớn vang lên. Chỉ gặp một cái cặp mắt quấn vải trắng, cả người áo giáp ông già, mang mấy chục cái cường giả, xé trời tới, hạ xuống ở vĩnh sinh chi chủ trước mặt. Huyền Thiên Kiêu, là ngươi. Vĩnh sinh chi chủ thấy vậy ông già. Vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Ông già chính là Huyền Thiên Kiêu. Huyền Thiên Kiêu hì hì cười lạnh nói, ngươi như ở lại cựu Nhật Minh Tổng Đàn, ta còn thật cầm ngươi không có biện pháp, nhưng ngươi lại dám một mình đi ra, thật là tự tìm cái chết. Hì hì, chỉ cần giết ngươi, ta là có thể chặt đứt ma tổ vô thiên một cái cánh tay phải cánh tay trái. Vĩnh sinh chi chủ sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi là cố ý dùng thâm lam quốc độ, dẫn dụ ta đi ra. Không nghĩ tới người võ đạo nội tình, lại có thể cường hãn như vậy, có thể đồng thời luyện thành hai môn cấm thuật. Huyền Thiên Kiêu nhướng mày một cái, nói cái gì thâm lam quốc độ. Ta không luyện qua môn cấm thuật này. Dừng một chút, hắn thấy chung quanh một phiến xanh đậm tinh khiết thế giới, nói, ồ, đây là thâm lam quốc độ khí tượng. Chẳng lẽ luân hồi chi chủ đã tới nơi này? Lúc này hắn cặp mắt tuy mù, nhưng xem hắn loại cao thủ này, cả người mỗi một cái lỗ chân lông. Đều có thể đảm nhiệm ánh mắt, tầm mắt căn bản không sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có đại lộ căn cơ. Vĩnh sinh chi chủ lại là kinh ngạc, nói cái gì luân hồi chi chủ, cái này phiến thâm lam quốc độ, không phải tay của ngươi. Huyền Thiên Kiêu nhếch mép, nói, lão phu là cảm nhận được ngươi hơi thở, mới dẫn người từng giết tới, ha ha a, xem ra ngươi bị luân hồi chi chủ bày một đạo. Vậy thâm lam quốc độ bí thuật, từng rơi vào phong đế quân trên tay. Hắn bị ta tổn thương nặng, chỉ có thể bế quan nghỉ ngơi, bế quan trước nhất định đem môn cấm thuật này, đưa cho luân hồi chi chủ. Vĩnh sinh chi chủ tim đập bịch bịch, cái này mới tỉnh ngộ, mình trúng Diệp Thần kế điệu hổ ly sơn.
Đáng chết, luân hồi chi chủ, quả nhiên xảo quyệt. Vĩnh sinh chi chủ vô cùng tức giận, thiên cơ đồng tình cảm ứng, lập tức bắt được Diệp Thần hơi thở, ngay tại cựu Nhật Minh cấm địa trong bảo khố mặt, chuẩn bị lấy đi tịnh trì. Hắn dưới sự tức giận, liền muốn lập tức lên đường trở về. Hi hi, nếu đi ra, cần gì phải nhanh như vậy trở về. Huyền Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nhưng là ngăn cản Vĩnh Sinh Chi Chủ. Vĩnh Sinh Chi Chủ hiện tại lạc đàn, chính là tiêu diệt hắn tuyệt hảo cơ hội, Huyền Thiên Kiêu không thể nào bỏ qua. Cút ngay cho ta. Vĩnh Sinh Chi Chủ vung tay lên, một miếng to lớn vinh hoa môn hộ rơi xuống, hung hăng hướng Huyền Thiên Kiêu đập tới. Huyền Thiên Kiêu nghiêng người tránh, trong tay hiện ra một cán trường kích, nói, ngươi ngày hôm nay muốn sống rời đi, chỉ sợ không quá dễ dàng. Vĩnh Sinh Chi Chủ giận dữ, biết mình trong thời gian ngắn, không cách nào thoát thân, sợ rằng phải bị Diệp Thần lấy đi tịnh trì. Vậy tịnh trì là ma tổ vô thiên pháp bảo, đối tu luyện rất có ích lợi, có thể lọc sạch đan điền linh khí tạp chất, Vĩnh Sinh Chi Môn cũng cần tịnh trì tưới bồi bổ. Một khi tịnh trì bị đoạt đi, cựu Nhật Minh đem chịu cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Luân hồi Chi Chủ, ta muốn ngươi chết. Vĩnh Sinh Chi Chủ dưới cơn thịnh nộ, cắn chót lưỡi. Một vòi máu tươi phun ra đi ra ngoài, dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Lúc này, cựu Nhật Minh cấm địa bảo khố bên trong. Diệp Thần trước mắt, không gian đột nhiên vặn vẹo, máu tươi như mực thủy bàn tách ra, từng luồng máu tươi hội tụ thành một đạo hư ảnh. Đó là Vĩnh Sinh Chi Chủ phân thân. Vĩnh Sinh Chi Chủ đối mặt Huyền Thiên Kiêu dây dưa, không cách nào thoát thân, chỉ có thể chế tạo ra một đạo phân thân, chạy về đuổi giết Diệp Thần. Làm hắn phân thân, một hạ xuống, nhưng thấy Diệp Thần thần thông pháp bảo, toàn bộ xúc thế đãi phát, thật giống như chờ hắn trở về vậy, hắn nhất thời ngây dại. Luân hồi chi chủ, người coi là đến ta sẽ trở về. Vĩnh Sinh chi chủ rất chấn động, không nghĩ tới Diệp Thần suy diễn xem bói thủ đoạn, lại có thể tinh tiến đến tình cảnh này. Vĩnh Sinh chi chủ, xin lỗi, tịnh trì ta muốn. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng. Vừa nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Chủ phân thân xuất hiện, chính là nắm chặt luân hồi thiên kiếm, một kiếm tuôn ra xanh thẳm sáng chói chói lọi, hung hăng chém tới. Diệp Thần đã sớm suy tính rõ ràng, Vĩnh Sinh Chi Chủ sẽ gặp Huyền Thiên Kiêu dây dưa, cho dù biết trúng kế, có thể chạy về, cũng chỉ là một đạo phân thân thôi. Hết thảy tất cả, đều ở đây Diệp Thần nắm trong tay bên trong. Cái này đạo Vĩnh Sinh Chi Chủ phân thân, thực lực là thiên huyền cảnh sơ kỳ cỡ đó. Nếu như chính diện tỉ thí, Diệp Thần có thể sẽ khá là cố hết sức. Nhưng hiện tại, Diệp Thần là có lòng coi là vô tâm, sớm làm xong bố trí, căn bản không sợ. Thâm Lam quốc độ cấm thuật, cùng luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, hòa làm một thể. Màu xanh thẳm kiếm khí, mang vĩnh hằng tinh khiết huy hoàng, như dễ như bỡn vậy, chém thẳng Vĩnh Sinh Chi Chủ hông. Vĩnh Sinh Chi Chủ tức giận đồng thời xuất hiện, bàn tay vung cuồng. Vinh hoa tôn quý màu vàng lưu quang dâng lên, hội tụ thành nước lũ, ngăn cản Diệp Thần kiếm khí. Nhưng không ngờ, Diệp Thần kiếm đến nửa đường, thân thể đột nhiên thoáng một cái, biến hóa ra 9 đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh cũng bộc phát ra luân hồi kiếm khí, ùn ùn kéo đến chém chết tới. Hoang cổ khí, không không thời không võ kỹ. Vĩnh Sinh Chi Chủ con người co rúc lại, từ Diệp Thần một chiêu này bên trong, lại bắt được mênh mông không không lúc nào không chập chờn. Đây lại là không không lúc nào không bên trong võ kỹ. Hắn hoàn toàn kinh hãi, ngắn thời gian ngắn không gặp, Diệp Thần rốt cuộc đụng phải cơ duyên gì kỳ ngộ, lại còn nắm giữ không không lúc nào không bên trong võ kỹ. Vậy 9 đạo hoang cổ tàn ảnh, hung hãn bạo giết tới, Vĩnh Sinh Chi Chủ không tránh kịp, nhất thời gặp phải từng đạo luân hồi kiếm khí chém, thân thể xuất hiện khắp nơi tan vỡ. Được, rất tốt, luân hồi Chi Chủ, không nghĩ tới ngươi lại trưởng thành đến tình cảnh này. Ngày hôm nay ta liền thay vô thiên lão tổ, đem ngươi chu diệt. Ma La Kinh Tràng, cho ta trấn áp. Vĩnh Sinh Chi Chủ vung tay lên, trong tay hiển hiện ra một tòa cổ xưa kinh tràng bóng dáng, một phiến phiến kinh văn lật bay lượn động, kịch liệt ma khí nổ lên. Cái gì? Diệp Thần thấy vậy Ma La Kinh Tràng, vẻ mặt nhất thời thay đổi. Đó là Hồng Quân Thất Bảo một trong, Ma Tổ Vô Thiên Pháp Bảo. Ma Tổ Vô Thiên đang bế quan trước. Lại có thể đem mình pháp bảo, giao cho Vĩnh Sinh Chi Chủ trông coi. Đây là một cái to lớn biến số. Diệp Thần thành thạo động bắt đầu trước, suy diễn qua vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối coi là không tới Ma Tổ Vô Thiên một chút nhân quả. Giờ khắc này,
vĩnh sinh chi chủ sử dụng ma tổ vô thiên pháp bảo, thật to ra diệp thần ý liêu. Hắn không có coi là đến cái này biến số. Luân hồi chi chủ, người nghìn tính vạn tính, có phải hay không lậu tính vô thiên lão tổ? Hoặc là nói, lấy người con kiến hôi tu vi, còn theo dõi không được lão tổ nhân quả. Cho ta chết. Vĩnh sinh chi chủ ánh mắt mang theo sát khí, ma la kinh tràng liền như một tòa cổ ma tháp, lăng không hướng diệp thần đập xuống đi xuống. Chỗ tòa này ma la kinh tràng, có thể nói là ma tổ vô thiên bổn mệnh pháp bảo, bên trong rèn luyện ma tổ vô thiên trọn đời tu vi, lực sát thương cực kỳ to lớn. Pháp bảo rơi xuống, như ma tổ vô thiên đích thân tới. Diệp thần bên tai bên trong, tựa như nghe được chết triệu hoán. Đời này luân hồi, cuối cùng đến rơi xuống thời điểm. Ta phải chết. Chết ở ma tổ vô thiên pháp bảo hạ. Diệp thần tâm tư hoảng hốt, nhìn vậy ma la kinh tràng nện xuống, thật giống như thấy ma tổ vô thiên bóng người, lại thì không cách nào nhúc nhích. Không, ta sứ mạng, còn chưa hoàn thành. Ta không thể chết ở chỗ này. Ở sống chết trước mắt, Diệp thần đột nhiên thức tỉnh, cả người mồ hôi đầm đìa. Người đồ sát thánh bôi, cho ta ngăn trở. Diệp thần liền liền gầm thét, màu vàng kim người đồ sát thánh bôi sử dụng, hung hăng che trước mặt mình. Phịch, ma la kinh tràng nện xuống, cùng Diệp thần thánh bôi, hung hăng đụng vào nhau. Hai kiện pháp bảo này, đều là Hồng Quân thất bảo một trong, đều là Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo tồn tại. Hai kiện pháp bảo va chạm, thánh bôi kim quang, cùng ma la kinh tràng đen nhánh ma khí, ngay tức thì nổ, phóng lên cao. Rắc rắc sát. Diệp thần người đồ sát thánh bôi, vào giờ khắc này, lại có thể xuất hiện từng cái vết rách, bị tổn thương cực sâu. Nhưng, ở người đồ sát thánh bôi ngăn trở hạ, ma la kinh tràng pháp bảo uy lực, cũng lớn lớn bị chặn lại. Diệp thần chỉ bị một chút nhỏ nhẹ đánh vào. Chỉ là một chút nhẹ đánh vào, Diệp thần liền tại chỗ hộc máu, ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt quặn đau, cơ hồ muốn bể tan tành. Vậy ma la kinh tràng, nhưng mà ma tổ vô thiên bổn mệnh pháp bảo à? Coi như chỉ là một chút nhẹ đánh vào, vậy cũng kém không nhiều có thể đòi mạng. Nếu như không phải là Diệp thần tu vi, đã đột phá đến quá chân cảnh 9 tầng trời, hắn có thể liền điểm này nhỏ nhẹ đánh vào, cũng không chịu nổi. Làm sao có thể? Vĩnh sinh chi chủ thấy Diệp thần chỉ là bị thương, cũng không có bị chấn giết, nhất thời vô cùng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần thánh bôi. Hắn lại không nghĩ rằng, ở thời khắc mấu chốt, thánh bôi cứu Diệp thần một mạng. Tiểu Hoàng, huyết long, cho ta xé nát hắn. Diệp thần trọng thương, khó mà tái chiến, chính là lớn tiếng gầm thét, kêu gọi Tiểu Hoàng và huyết long đi ra. Tiểu Hoàng và huyết long, đồng loạt hiện thân ra, thú móng cùng long chảo, một trái một phải giết hướng vĩnh sinh chi chủ. Thời khắc này vĩnh sinh chi chủ, cuối cùng chỉ là một đạo máu tươi hư ảnh, sử dụng ma tổ vô thiên pháp bảo, lại hao phí đại lượng linh khí. Đối mặt Tiểu Hoàng và huyết long hợp lực công kích, hắn căn bản không ngăn được. Phốc xích. Cái kế tiếp ngay tức thì, vĩnh sinh chi chủ thân thể, chính là hoàn toàn bị xé nát, vậy ma la kinh tràng rớt xuống đất. Chủ nhân, không có sao chứ. Tiểu Hoàng và huyết long đồng loạt trở lại Diệp thần bên người. Không có sao, còn chưa chết. Diệp thần lau mép một cái máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất ma la kinh tràng, hưng phấn nói. Ngày hôm nay được lợi lớn, không chỉ có bắt được tịnh trì, còn được ma tổ vô thiên bổn mệnh pháp bảo. Diệp thần bàn tay một chiêu, đem ma la kinh tràng bắt tới trong tay, kích động vạn phần. Hắn nào nghĩ tới ma tổ vô thiên pháp bảo, lại có thể sẽ rơi vào trong tay mình, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Huyết long nói, chủ nhân, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh đi. Diệp thần nói, ừ, đi thôi. Lập tức, Diệp thần thu hồi ma la kinh tràng, để cho huyết long và tiểu hoàng trở về mình trong cơ thể, lại thoáng vận chuyển bát quái thiên đan thuật, khôi phục trạng thái, cuối cùng chính là nhanh chóng rời đi cựu Nhật Minh. Vừa ra cựu Nhật Minh, Diệp thần chính là chuẩn bị biến dạng hư không rời đi. Ùm ùm. Nhưng mà vào lúc này, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên ma khí đại tác. Vậy ma khí bên trong, xen lẫn ô ô gào khóc, hình như là loại nào đó cổ xưa thê lương rên rỉ. Giữa trời đất gió lớn cuốn lên, hắc ám cấm hải lật ra tầng tầng sóng. Động trời sóng bên trong, một đạo không rõ ràng, cổ xưa, mạnh mẽ, khoáng đạt, vô địch, thê lương bóng người, chậm rãi nổi lên. Thân ảnh kia chính là ma tổ vô thiên.
Ma tổ Vô Thiên mái tóc dài bù xù, gương mặt tịch mịch mà bi thương, thật giống như nhìn thấu thế sự bể dâu. Hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mang mãi mãi thương hại cùng than thở. Diệp Thần nhìn Ma tổ Vô Thiên, lập tức ngây dại. Bởi vì hắn phát hiện, thời khắc này Ma tổ Vô Thiên, hơi thở đổi được vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến lên đỉnh thực tế đỉnh cấp bước. Hắn bế quan thành công, giờ phút này xuất quan, tu vi lại đột phá đến vô lượng cảnh 9 tầng trời, trong truyền thuyết thế giới hiện thật tu vi nhất đỉnh cấp. Lão tổ xuất quan, lão tổ đột phá tu vi. Trời ạ, lão tổ tu vi, lại còn thật đột phá. Điều này sao có thể? Lão tổ bước vào vô lượng cảnh đỉnh cấp, chẳng phải là muốn vượt qua Vũ Hoàng Cổ Đế, trở thành đời này người thứ nhất. Toàn bộ Cựu Nhật Minh, theo Ma tổ Vô Thiên xuất quan, đều là hoàn toàn sôi trào lên. Vô số Cựu Nhật Minh cường giả xông ra, hướng về phía Ma tổ Vô Thiên, quỳ bái. Rồi sau đó, tất cả mọi người đều phát hiện Diệp Thần tồn tại, từng đạo mang cừu hận cùng căm thù ánh mắt, hướng Diệp Thần bắn tới. Già Thiên Ma Đế cũng ở đây đám người bên trong, hắn thấy Ma tổ Vô Thiên xuất quan, tu vi thậm chí đột phá đến thực tế đỉnh, may là lòng hắn tính trầm ổn, giờ phút này vậy ngây ngẩn. Hắn nơi nào nghĩ đến, Ma tổ Vô Thiên có thể nhanh như vậy xuất quan, thậm chí còn thật đột phá. Từng luồng ma khí, ở Ma tổ Vô Thiên sau lưng hội tụ, xông thẳng lên trời, xuyên qua vạn giới. Bàng bạc mênh mông đỉnh cấp uy nghiêm, dung chuyển chư thiên, hắc ám cấm hải đều sôi trào. Ở phía xa Kim Bằng trên đảo, Huyền Thiên Kiêu đang vây công trước Vĩnh Sinh Chi Chủ, người sau khổ chiến. Khi thấy vậy ngất trời ma khí, Huyền Thiên Kiêu hú lên quái dị, hù được cả người phát run, không tưởng tượng nổi kêu lên, cái này khí tượng, làm sao có thể? Chẳng lẽ Ma tổ Vô Thiên, lại có thể đột phá đến vô lượng cảnh 9 tầng trời? Hắn tu vi, há chẳng phải là một lần hành động vượt qua Vũ Hoàng Chí Tôn? Hắn thế công, nhất thời dừng lại. Vĩnh Sinh Chi Chủ cảm giác được Ma tổ Vô Thiên đột phá, cũng là chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới lão tổ bế quan thành công, lại có thể thật bước chân vào thực tế đỉnh. Nhưng, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, hắn bộ kia Cựu Nhật thân thể, có thể chịu được võ đạo đỉnh cấp áp lực sao? Vĩnh Sinh Chi Chủ cau mày, thật sâu lo âu, vội vàng thoát khỏi Huyền Thiên Kiêu dây dưa, đi Cựu Nhật Minh tổng đàn bay đi. Huyền Thiên Kiêu không có ngăn trở, bởi vì hắn là hoàn toàn lâm vào to lớn khiếp sợ bên trong. Nếu như Ma tổ không ngây thơ đột phá thành công, vậy hắn chết chắc, không có một chút xíu sống sót có thể. Giờ phút này, Cựu Nhật Minh tổng đàn bên ngoài. Ma tổ Vô Thiên ngồi xếp bằng ở sóng lớn bên trên, quanh thân ma khí nhô lên, hai tròng mắt như nhật nguyệt chiếu rọi, khí tức cường đại tản mát ra, vô số cường giả đều là quỳ bái tại, run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng hắn bóng người. Diệp Thần ở Ma tổ Vô Thiên uy áp hạ, vậy thừa nhận to lớn áp lực, cơ hồ muốn hộc máu. Luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp. Ma tổ Vô Thiên chào hỏi một tiếng, thanh âm hờ hững, nghe không ra mừng, giận, buồn, vui. Hắn vung tay lên, bị Diệp Thần lấy đi Ma La Kinh Tràng, lại lần nữa trở lại hắn bên người, vây quanh hắn thân thể, xoay tít chuyển động, một phiến phiến ma đạo kinh văn tách thả ra, như con bướm vậy lật bay, sáng đẹp nguy nga. Đây là ta pháp bảo, ngươi lấy đi vô dụng. Ma tổ Vô Thiên nói. Ừ. Diệp Thần theo bản năng đáp một tiếng, chỉ cảm thấy tay chân lại có chút run rẩy run, nội tâm có dũng khí bản năng vậy sợ hãi, thật giống như dê con đối mặt mãnh hổ, thỏ trắng đối mặt sư tử đực. Diệp Thần làm một hít thở sâu, võ tổ đạo tâm vận chuyển, để cho mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn là áp lực to lớn. Sau khi đột phá Ma tổ Vô Thiên, đã đứng ở thế giới nhất đỉnh cấp, uy áp so với trước kia mãnh liệt liền 10 lần vượt quá. Hắn một cái ánh mắt, liền có thể nghiền nát hàng tỷ vũ trụ, tiêu diệt vô số thiên quân, uy năng mênh mông, đã là không có thể tưởng tượng. Cựu Nhật Minh các cường giả, nhìn Diệp Thần cùng Ma tổ Vô Thiên tương đối xa, đều là xì xào bàn tán. Là Diệp Thần thằng nhóc này. Ha ha, hắn còn dám xông vào ta Cựu Nhật Minh, tự tìm cái chết sao? Đời này luân hồi chi chủ, ngày hôm nay chết chắc, lão tổ không thể nào thả qua hắn. Lão tổ nếu là giết hắn, chiếm đoạt hắn luân hồi khí vận, chẳng phải là muốn một bước lên trời, siêu thoát thực tế, chứng đạo không không? Nghe chung quanh nói thì thầm tiếng, Diệp Thần và Ma Đế sắc mặt, cũng đổi được vô cùng khó khăn xem, vô cùng nặng nề.
Ma tổ Vô Thiên không có gì diễn cảm, chỉ là nhàn nhạt phất tay một cái, nói các ngươi tất cả lui ra, ta muốn cùng Luân Hồi Chi Chủ đơn độc nói một chút. Đám người nghe vậy, một hồi kinh nghi, nhưng không dám vi phạm, liền rối rít khom người rời đi. Ma đế cũng muốn lui ra, Vô Thiên lại nói, ma đế ngươi lưu lại. Già Thiên Ma Đế chắp tay nói, lão tổ. Đây là, Vĩnh Sinh Chi Chủ từ bên ngoài bay trở về, thấy ma tổ Vô Thiên quả nhiên đột phá, mà Diệp Thần như đợi làm thịt dê con vậy đứng, kêu một tiếng, lão tổ. Ma tổ Vô Thiên nhàn nhạt khoát tay, nói, Vĩnh Sinh trưởng lão, ngươi cực khổ, đi về nghỉ ngơi trước đi. Vĩnh Sinh Chi Chủ chấn động, nhưng vẫn là tuân theo Vô Thiên mệnh lệnh, chắp tay nói, lui xuống. Trong sân, cũng chỉ còn lại có ma tổ Vô Thiên, ma đế, Diệp Thần ba người. Diệp Thần tự biết vẫn diệt sắp tới, ngược lại cũng không câu chấp, thư ra một hơi, nói, không thiên tiền bối, cho ta một thống khoái đi, ta nhận thua, đời này luân hồi, vẫn không thể quật khởi. Tiểu tử, Già Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần cái này quyết tuyệt hình dáng, nội tâm rất không phải mùi vị. Ma tổ Vô Thiên ánh mắt mang một chút thương hại, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói, người thống khoái, còn ta đâu? Diệp Thần nghe nói như vậy, nhưng là ngẩn ngơ, nói, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn thả ta rời đi? Ma tổ Vô Thiên thở dài một tiếng, nói ta tự nhiên cũng muốn giết ngươi, tránh phiền toái sau này, đáng tiếc ngươi là ma đế thánh tử bạn tốt chí giao, ở ta và ma đế thánh tử tranh đấu, còn không quyết ra thắng bại trước, ngươi vẫn không thể chết. Diệp Thần ngạc nhiên, diễn cảm phức tạp nhìn ma tổ Vô Thiên, lại nhìn xem Già Thiên Ma Đế. Ma tổ Vô Thiên nói tiếp, như ta giết ngươi, ma đế tất nhiên cùng ta quyết liệt, ta mất đi đồ đựng, cái mất nhiều hơn cái được. Dừng một chút, hắn đồng thời nhìn về phía ma đế và Diệp Thần, nói ta cùng các người làm một khoản giao dịch, ma đế, ngươi để cho ta khống chế nữa một lần thân thể, ta ngày hôm nay liền thả các ngươi rời đi, nếu không, ta coi như liều mạng mất đi đồ đựng, cũng phải chu diệt luân hồi. Ma tổ Vô Thiên mở ra điều kiện, hắn có thể thả qua Diệp Thần, nhưng điều kiện tiên quyết là, ma đế phải cam tâm tình nguyện, lại để cho hắn khống chế một lần thân thể. Ma đế đại chấn, nếu như hắn thân thể lại bị khống chế, hồn loại tất nhiên tăng tốc độ, đến lúc đó, hắn rất có thể thật bị đoạt xác, lại không phản kháng có thể. Lão tổ, người tu vi, đã đột phá đến võ đạo nhất đỉnh cấp, nghịch thiên cải mệnh, còn cần lại đoạt xác ta sao? Ma đế ngưng tiếng hỏi. Thời khắc này ma tổ Vô Thiên, là xưa không bằng nay, hắn tu vi đã đột phá, đứng ở thế giới hiện thật nhất đỉnh cấp, thiên hạ cao thủ bảng hạng, đều phải hoàn toàn sửa lại, đơn thuần bàn về tu vi nói, liền vũ hoàng cổ đế cũng không đè ép được hắn. Ma tổ Vô Thiên đổi được lớn mạnh như vậy, còn cần đoạt xác. Ma đế rất là nghi ngờ. Ma tổ Vô Thiên dài dài thở dài một cái, nói, võ đạo đỉnh, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, ta tuy đột phá, nhưng cái này phó cựu nhật thân thể, không chịu nổi võ đạo đỉnh cấp áp lực. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên trở tay chỉ một cái, hung hăng đâm ở mình trên mi tâm. Phốc xích, ma tổ Vô Thiên ấn đường, bị đâm ra một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Sau lưng hắn tràn ra ngút trời ma khí, ở ngay tức thì ảm đạm giải tán đi xuống. Trong phút chốc, hắn tu vi, lại từ vô lượng cảnh 9 tầng trời, rơi xuống lúc đầu tầng 8 thiên. Tu vi một rơi xuống, tất cả ma khí dị tượng, đều là biến mất. Cựu Nhật Minh bên trong, rất nhiều cường giả cảm nhận được một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm, không rõ cho nên. Lão tổ, ngươi, ma đế cũng là lớn kinh, không nghĩ tới ma tổ Vô Thiên, lại có thể lại đột nhiên từ chém tu vi. Ma tổ Vô Thiên đắng như vậy cười một tiếng, nói, võ đạo đỉnh, đặc biệt ảo diệu, ta du ngoạn đỉnh phong, tuy chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, nhưng vậy bỏ không được xuống. Đáng tiếc, ta cái này thân thể. Chân thực không chịu nổi áp lực, chỉ có thể từ chém tu vi, lần nữa trở lại trước kia cảnh giới. Ta cần ngươi thân thể, chỉ có ngươi ta kết hợp, phương nhưng chân chính lên đỉnh võ đạo đỉnh cấp. Nói xong lời cuối cùng, ma tổ Vô Thiên trong ánh mắt, mang nóng bỏng khát vọng. Hắn khát vọng ma đế thân thể. So trước kia bất cứ lúc nào, đều phải khát vọng mãnh liệt. Hắn bế quan thành công, một bước đột phá đến võ đạo đỉnh cấp, nhưng rất đáng tiếc. Hắn cựu nhật khu, hoàn toàn không chịu nổi đỉnh cấp giá rét cùng áp lực, chỉ có thể thống khổ từ chém tu vi, lại lần nữa trở lại trước kia cảnh giới. Bây giờ muốn trở lại võ đạo đỉnh, trừ phi là đoạt xác ma đế thân thể.
ma đế vậy có thể cảm nhận được ma tổ vô thiên nóng rực khát vọng, hắn rất biết mình thân thể, nếu như lại bị khống chế, hồn loại tất nhiên sẽ thật to tăng tốc độ, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, muốn để cho Diệp Thần còn sống rời đi, vậy chỉ có cái biện pháp này. Ma đế suy nghĩ luôn mãi, liền nói, lão tổ, ta có thể để cho ngươi khống chế nữa một lần thân thể, chỉ cần ngươi có thể thả Diệp Thần rời đi. Diệp Thần nghe được ma đế mà nói, chấn động trong lòng vạn phần, nói, ma đế tiền bối, tuyệt đối không thể. Hắn tự nhiên biết ma đế tình cảnh nguy hiểm, hiện tại ma tổ vô thiên đoạt xác quyết tâm, so trước kia bất cứ lúc nào, đều mãnh liệt hơn được hơn. Bởi vì, ma tổ vô thiên chân chính lên đỉnh qua võ đạo đỉnh, chỉ là bởi vì cựu nhật thân thể không chịu nổi, chỉ có thể từ chém tu vi ngã xuống, hắn cần đoạt xác ma đế thân thể, trở lại đỉnh cấp. Ma tổ vô thiên nghe được ma đế đáp ứng, đại hỉ, vỗ tay mà cười nói, được, rất tốt. Ma đế, ngươi quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa, ta ngày hôm nay liền thả luân hồi chi chủ rời đi. Dừng một chút, vô thiên nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, chuyện bất quá ba, ngươi đã xông vào ta cựu nhật minh hai lần, nếu như ngươi lần sau còn dám lại xông vào, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ lập tức đem chu diệt. Tiếng nói rơi xuống. Ma tổ vô thiên bàn tay vung lên, một cổ nhu hòa mà hùng hồn năng lượng, hóa thành thất luyện, trực tiếp cuốn lên Diệp Thần, đem Diệp Thần đưa ra cựu Nhật Minh, xa xa vứt xuống đếm ngoài ngàn dặm. Diệp Thần thân thể, giống như đạn đại bác vậy, đập xuống ở biển sâu bên trong, kích thích thiên tầng lãng. Hắn cả người biến dạng vậy một hồi đau đớn, cắn răng từ sóng biển bên trong bò ra ngoài, thở một hơi, nhìn về cựu Nhật Minh phương hướng. Vô thiên muốn khống chế ma đế tiền bối thân thể, không biết ma đế tiền bối lần này, còn chống đỡ không chịu đựng được. Diệp Thần khá có chút lo âu, thật sâu cảm thấy thực lực mình chưa đủ. Ta nhất định phải mau sớm chém ra, chỉ có trăm ra đủ chém, mới khá đối kháng tương lai kiếp nạn. Diệp Thần nắm quyền một cái, nếu như 100 đạo gông xiềng, toàn bộ chặt đứt, luân hồi huyết mạch năng lượng hoàn toàn bùng nổ, hắn có một bước lên trời có thể, trực tiếp nghịch phạt vạn khư cùng cựu nhật. Xúc diệt Vũ Hoàng và Vô Thiên, cũng không chuyện không thể nào. Dẫu sao tim gông xiềng, cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua, một khi chặt đứt, trời mới biết sẽ có lợi hại dường nào. Giờ phút này tỉnh trì đã bắt vào tay, thiện nhu chuyện, muốn đến có thể đoạn, Diệp Thần không có nỗi lo về sau, chém ra tất nhiên càng thuận lợi. Lập tức, Diệp Thần chính là nhanh chóng trở lại Bắc Mãng Tổ Địa. Mà lúc này, cựu Nhật Minh bên trong. Già Thiên Ma Đế vậy tuân thủ lời hứa, buông ra tự thân thần hồn toàn bộ cấm chế, để cho ma tổ vô thiên chiếm cứ hắn ý thức cùng thân thể. Hu hu hu, từng luồng nghiêm ngặt ma khí, từ ma đế trên người dòng nước chảy ra, ma khí cuồn cuộn dưới, ngưng hóa ra từng đạo cổ xưa kinh văn, sáng đẹp nguy nga. Trẻ tuổi thân thể, thật đúng là tuyệt vời à. Ma đế trong cổ họng, phát ra một hồi thanh âm thê lương, đó là ma tổ vô thiên thanh âm. Giờ phút này chiếm cứ ma đế thân thể, đã là ma tổ vô thiên. Vĩnh sinh trưởng lão, ta đi thái thượng thế giới một chuyến. Ma tổ vô thiên phát ra một đạo thần niệm, hướng vĩnh sanh chi môn truyền đi đủ loại tín hiệu, rồi sau đó bước chân đạp một cái, lại là mở ra ra một cái thời không hố đen, nghênh ngang khống chế ma đế thân thể, bước lên thái thượng thế giới. Oanh! Làm ma tổ vô thiên, du ngoạn thái thượng thế giới, hào hùng ma uy tản mát ra. Toàn bộ thái thượng thế giới đều kinh động, gió nổi mây vần, đen nhánh ma sương mù di thiên che trời, có thiên thiên vạn vạn yêu ma quỷ quái, từ bốn phương tám hướng bên trong toát ra, một phiến ảm đạm sợ hãi khí tượng. Lần này tới đến thái thượng thế giới, ma tổ vô thiên lại khinh thường che giấu mình hơi thở, hoàn toàn không quan tâm bại lộ. Tạm thời tới giữa, thái thượng thế giới chấn động, thế lực khắp nơi đều là kinh hãi run sợ, không biết ma tổ vô thiên trở lại thái thượng. Rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Ma tổ vô thiên gương mặt hờ hững, sải bước chạy thẳng tới kiếm môn. Kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, cảm giác được hơi thở, lật đật mang tất cả trưởng lão, kiếm môn tinh nhuệ đệ tử, ra nghênh tiếp. Bái kiến ma tổ chí tôn. Trương Thanh Vũ và tất cả trưởng lão quỳ xuống, thần thái cung kính. Kiếm môn bên trong, một ít không biết nội tình đệ tử bình thường, nhưng là trợn mắt hốc mồm, không biết trưởng giáo Trương Thanh Vũ. Vì sao sẽ đối với ma tổ vô thiên cung kính như thế? Lúc này ma tổ vô thiên, bề ngoài thân thể tuy là ma đế, nhưng người người cũng có thể cảm nhận được hắn cựu nhật chúa tể đại khí phách, đều biết hắn thân phận chân thật, hắn cũng không có che giấu.
Ừ, tất cả đứng lên đi. Ma Tổ Vô Thiên nhìn vòng quanh kiếm môn bốn phía, nhẹ khẽ gật đầu. Trương Thanh Vũ lo lắng bất an, cùng tất cả trưởng lão đứng dậy, cẩn thận một chút nói, Ma Tổ Chí Tôn, không biết ngài đại giá đến chơi, có gì phân phó? Phải biết, kiếm môn là cựu Nhật Minh trong tay một con cờ, là âm thầm đối kháng vạn khư một bước cờ. Hiện tại Ma Tổ Vô Thiên không có chút nào che giấu hạ xuống, ngang hàng là đem bước cờ này công khai. Như vậy che giấu một bước cờ, đều phải công khai, cái này sau lưng, tất nhiên là có lớn hơn mưu đồ. Mượn một bước nói chuyện. Ma Tổ Vô Thiên bình tĩnh nói. Kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, lật đật cung kính dẫn Ma Tổ Vô Thiên, tiến vào kiếm môn chỗ sâu, đi tới hắn trong tranh trong thế giới, cũng bình lui cỡ đó, chỉ để lại mấy cái hạch tâm trưởng lão. Ma Tổ Vô Thiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế mặt, quan sát Trương Thanh Vũ các người, nói các người cùng luân hồi chi chủ tranh đấu qua. Trương Thanh Vũ mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói trước kia tranh đấu qua, đáng tiếc vậy tiểu tử có đại khí vận, ta kiếm môn nhiều lần thua thiệt, từ đầu đến cuối không địch lại hắn. Kiếm môn cách lửa cảnh, võ uyên thế giới, đều cùng Diệp Thần tranh đấu qua, nhưng kết quả đều rất là không chịu nổi, liền Diệp Thần một cái chút nào mau đều không làm bị thương. Ngược lại mình chiết không ít nhân thủ. Ma Tổ Vô Thiên gật gật đầu nói, ta cũng biết luân hồi chi chủ, không dễ đối phó, nhưng người này chưa trừ diệt, cuối cùng là một cái tai họa ngầm. Trương Thanh Vũ nói, không biết lão tổ có gì diệu kế. Ma Tổ Vô Thiên bình tĩnh nói, ta không tiện tự mình động thủ, các ngươi thay ta xử lý hắn, chỉ cần điều động tính khó khăn cửa, muốn đến vậy tiểu tử cũng khó mà ngăn cản, hắn gần đây chém ra sắp tới. Nhất định sẽ lại đi võ uyên thế giới, các ngươi ở chém ra võ trường chờ hắn là được. Diệp Thần tu vi, đạt tới quá chân cảnh 9 tầng trời, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hắn bước kế tiếp chính là chém ra đột phá. Mà võ uyên thế giới chém ra võ trường, chính là chém ra nhất địa phương tốt, hắn không thể nào bỏ qua. Ma Tổ Vô Thiên chỉ muốn nhanh xử lý hết Diệp Thần, ma đế tồn tại, để cho hắn không tiện tự mình động thủ, cho nên liền ủy thác kiếm môn ra tay. Trương Thanh Vũ nghe được phải ra động tính khó khăn cửa, nhất thời kinh hãi, nói, lão tổ, vậy tính khó khăn cửa, nhưng mà chúng ta lá bài tẩy pháp bảo à, tương lai muốn giữ lại đối phó vạn khư. Tính khó khăn cửa, hồng hoang cửu môn một trong, có trấn áp thiên địa, tính khó khăn càn khôn đại uy có thể, lực sát thương to lớn, đã từng bình định qua thiên địa hỗn loạn, cường hãn như vậy pháp bảo, là đối kháng vạn khư đòn sát thủ. Nhưng lúc này, Ma Tổ Vô Thiên lại nói, phải dùng tính khó khăn cửa, đi đối phó Diệp Thần. Kiếm môn sáng lập không biết nhiều ít năm, tính khó khăn cửa khí vận tích lũy thâm hậu, một khi bùng nổ, thiên quân cường giả đều phải chết. Ma Tổ Vô Thiên khoát tay một cái nói, tạm thời không cần phải để ý đến vạn khư, chỉ phải nhanh một chút diệt trừ luân hồi chi chủ là được, người tự mình mang theo tính khó khăn cửa, đi chém ra võ trường cùng hắn, hắn chỉ cần vừa xuất hiện, người liền giết hắn. Trương Thanh Vũ trong lòng rét một cái, cảm giác sâu sắc tình hình gay gắt, nói, Ma Tổ Vô Thiên gật đầu một cái, phân phó xong sau đó, chính là rời đi kiếm môn, trực tiếp hướng Vạn Khư Thần Điện đi tới. Vạn Khư Thần Điện võ giả, đã sớm bắt được Ma Tổ Vô Thiên hơi thở, người người kinh dị không thôi, đều cảm thấy thiên biến sắp tới. Đột nhiên, một cổ ngút trời ma khí, từ phương xa gào thét tới, như một cái hắc long vậy, cuộn sạch thương vũ, vậy ma khí bên trong. Lại có một từng đạo cổ xưa ma phù kinh văn, lộ vẻ được thật là nguy nga. Ma Tổ Vô Thiên bóng người, từ ma khí bên trong hiện ra, Vạn Khư Thần Điện các võ giả thấy vậy, đều là kinh hãi, người người như lâm đại địch, rối rít hò hét nói. Ma Tổ Vô Thiên tới. Mau mở hộ sơn đại trận. Ngày hôm nay kêu hắn chỉ có tới chứ không có về. Ma Tổ Vô Thiên vẻ mặt lãnh đạm, ở Vạn Khư bên ngoài sơn môn dừng chân. Dửng dưng trôi lơ lửng ở trong hư không. Ha ha ha, Vô Thiên, đại giá ngươi đến chơi ta Vạn Khư, thật là kêu người ngạc nhiên mừng rỡ à. Một hồi tiếng cười lớn vang lên. Chỉ gặp một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt ông già, từ Vạn Khư Thần Điện chỗ sâu bay ra, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế bên người, đứng thẳng một cái thư hùng không biện luận, vô cùng anh tuấn nam tử, nhưng là Đế Thích Thiên. Ma Tổ Vô Thiên nhìn xem Vũ Hoàng Cổ Đế, lại nhìn xem Đế Thích Thiên, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi nuôi một con rắn độc. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, ngươi làm sao thử phải không? Ý nói,
nói là giả thiên ma đế cũng là một con rắn độc. Vạn khư các võ giả, khẩn trương tới cực điểm, thoáng vây ở vũ hoàng cổ đế bên người, e sợ cho ma tổ vô thiên đột nhiên làm khó dễ. Vũ hoàng cổ đế nhìn từ trên xuống dưới vô thiên, nói, ngươi tu vi vốn là đã đột phá, đáng tiếc thân thể quá mức tàn mục nát, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, chỉ có thể bị buộc từ chém tu vi, thật là đáng tiếc à. Vũ hoàng cổ đế một mắt tới giữa, liền xem thấu ma tổ vô thiên khốn cảnh, một hồi uyển chuyển than thở, trong thanh âm tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác ý. Ma tổ vô thiên như cũ bình tĩnh, nói, mọi người có riêng mình duyên phận, ta nếu không có thể lên đỉnh đỉnh cấp, vậy cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là ngươi đại họa ập lên đầu, cũng không tự biết. Vũ hoàng cổ đế cười nói, ta có cái gì đại họa ập lên đầu. Ma tổ vô thiên nói, luân hồi chi chủ sắp chém ra, lấy hắn tiềm chất, chém ra trăm đạo cũng có thể, một khi luân hồi đột phá tim gông xiềng, nhất định thời gian sau đó, hắn muốn giết ngươi, như đổ sát heo chó, người chết đến ập lên đầu, vẫn còn phái người đi đối phó ta, kiêu vương điện một chi đơn độc, thì có ích lợi gì. Vũ hoàng cổ đế khoát khoát tay, cười nói tim gông xiềng, cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua, luân hồi chi chủ vậy tuyệt không khả năng, nhân tâm phức tạp nhất cùng đáng sợ, người bất kỳ cũng không thể đột phá tim gông xiềng giam cầm, bao gồm luân hồi chi chủ. Ma tổ vô thiên nói, nếu như hắn thật chém ra thành công, đột phá trăm đạo đâu? Vũ hoàng cổ đế sắc mặt hơi ngưng trọng, trầm mặc xuống. Tuy nói tim gông xiềng, cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua, nhưng vạn nhất, Diệp thần thật đạt thành vạn cổ không có thành tựu, thật chém ra trăm đạo, vậy sẽ có hậu quả gì không? Vũ hoàng cổ đế không dám tưởng tượng, bởi vì từ thời đại hồng hoang thẳng đến ngày hôm nay, cho tới bây giờ không có ai thành công qua. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vũ hoàng cổ đế ngưng mắt nhìn ma tổ vô thiên, hỏi. Ma tổ vô thiên lắc lắc đầu nói, ta chỉ là cho ngươi biết một tiếng, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, như luân hồi không chết, người ta đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Tiếng nói rơi xuống, ma tổ vô thiên liền không lưu lại nữa, xoay người muốn rời đi. Vũ hoàng cổ đế vui vẻ cười to, bàn tay đột nhiên giết ra, sử dụng đấu chữ quyết, một cổ trắng xóa linh khí, mang đấu phá thiên địa vậy hung hãn uy thế, hướng ma tổ vô thiên sau lưng đánh tới. Vô thiên, ta vạn khư thần điện địa phương nào, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không khỏi quá không đem ta coi ra gì. Hiện tại ma tổ vô thiên, là khống chế ma đế thân thể, cũng không phải là mình bản thể, thực lực không thể phát huy toàn bộ. Đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Chỉ phải ở chỗ này đánh chết ma tổ vô thiên, liền có thể diệt trừ một cái thiên đại tai họa ngầm. Vũ hoàng cổ đế không thể nào thả qua cái này cơ hội, hắn toàn lực một trường, chư thiên tựa như đều phải sụp đổ, trường thế hung mãnh, để cho được vạn khư chu vi vạn giảm thế giới quy luật, đều là rắc rắc sát nổ tung. Ma tổ vô thiên cảm nhận được vũ hoàng cổ đế cường hãn trường phong, mặt không đổi sắc, nói ta vô thiên phải đi, thế gian còn không người có thể ngăn được. Chỉ gặp ma tổ vô thiên thân thể thoáng một cái, trong thoáng chốc hóa thành một món màu đen khói mù, theo gió ẩn trốn vào trong hư không, ngay chớp mắt không thấy bóng dáng. Vũ hoàng cổ đế, nhớ lời ta, như luân hồi chém ra trăm đạo, chính là ngày cuối cùng của ngươi. Trong hư không, vẫn cứ truyền tới vô thiên thanh âm lãnh khốc. Vũ hoàng cổ đế sắc mặt rất là khó khăn xem, hừ một tiếng, thu bàn tay về. Nếu như chính diện tỉ thí, lấy hắn chiến lực, cộng thêm vạn khư thần điện bàng bạc khí vận, đủ để đánh chết ma tổ vô thiên. Nhưng không trời cũng không có quyết chiến ý, hắn nói không sai, hắn muốn đi, cho dù vũ hoàng cổ đế cũng không thể lưu lại hắn. Vạn khư thần điện các võ giả, gặp vô thiên tới lui tự nhiên, thật sâu cảm thấy uy hiếp. Vũ hoàng cổ đế sắc mặt âm trầm, chắp hai tay sau lưng, trở lại bên trong điện đi. Đế thích thiên đi theo ở bên cạnh, duy trì yên lặng, tuyệt không qua loa bình nghị nửa câu. Vũ hoàng cổ đế đi qua đi lại, hồi tưởng lại ma tổ vô thiên mà nói, cuối cùng có chút bất an, hướng đế thích thiên nói, đế thích thiên, ngươi thừa kế nhà ngươi lão tổ pháp thống, tu vi đã xưa không bằng nay, ngươi đi xuống một chuyến, toàn lực ngăn cản luân hồi chém ra, như có cơ hội chu diệt, liền hoàn toàn đem vậy tiểu tử giết. Đế thích thiên nói, kiêu vương điện bên kia. Vũ hoàng cổ đế nói, để cho bọn họ tự sanh tự diệt là được, ngươi toàn lực đối phó luân hồi. Đế thích thiên trong lòng run lên, vũ hoàng cổ đế quả nhiên cay nghiệt thiếu tình cảm, hắn khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, nói, ưm.
trong lòng nhớ tới Diệp Thần, lại là một hồi cảm khái, luân hồi chi chủ, chúng ta rốt cuộc lại muốn gặp mặt. Ma tổ Vô Thiên trở lại Hắc Ám Cấm Hải, đem quyền khống chế thân thể, lại lần nữa giao cho ma đế. Ma đế ý thức khôi phục, oa đích một tiếng, phun ra một hơi máu đen. Hắn rõ ràng cảm thấy, theo lần này Vô Thiên khống chế, hắn hồn loại càng sâu nặng, đã sắp ở hắn đạo tâm bên trong hoàn toàn cắm rễ. Xem ra chàng này đánh cờ, cuối cùng là ta thắng. Ma tổ Vô Thiên khẽ mỉm cười, nói. Ván cờ còn chưa tới cuối cùng, ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Ma đế lau mép một cái máu đen, ánh mắt ngưng luyện, cũng không có chịu thua. Ma tổ Vô Thiên nói, ta đã bỏ qua cho luân hồi chi chủ tánh mạng, như lần này, hắn chém ra bị người ngăn trở gãi, thậm chí bị giết, người cũng không nên trách đến đầu ta trên. Ma đế gật đầu nói, cái này tự nhiên. Hắn và ma tổ Vô Thiên tới giữa, duy trì tương đối ăn ý. Ma tổ Vô Thiên chỉ cần không phải tự tay đối phó Diệp Thần, đều ở đây hắn tiếp nhận trong phạm vi. Hơi thở thoáng sau khi khôi phục, ma đế liền hướng Diệp Thần phát đi một phong thơ, kêu hắn chú ý. Kiếm môn và vạn khư, tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản luân hồi chém ra. Lúc này Diệp Thần, đã trở lại Bắc Mãng tổ địa, mang Thiện Nhu đi tới một tòa núi hoang bên trong. Thiện Nhu, ta đã thuận lợi lấy được rồi tịnh trì, người có thể hoàn toàn hóa giải được trên mình địa ngục ma khí. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sử dụng tịnh trì. Mát rượi trong suốt tịnh trì, rơi ở phía trước một phiến không khí trên, ti ti lũ lũ sương mù tràn ngập ra, để cho người hít thở một cái, liền cảm giác tâm thần sảng khoái. Diệp Thần ca ca, đa tạ ngươi. Thiện Nhu ngắm nhìn tịnh trì, ao nước ánh chiếu ra nàng khuôn mặt thanh lệ, nàng trong mắt mang cảm kích cùng nước mắt. Nàng biết, vì cướp lấy tịnh trì, Diệp Thần nhất định trả giá rất nhiều. Hết thảy các thứ này, cũng là vì nàng. Diệp Thần ca ca, vậy, ta hiện tại liền lợi dụng tịnh trì, hóa giải ma khí. Thiện Nhu gò má ửng đỏ, ngập ngừng nói. Ừ, ngươi đi đi, ta đi về trước. Diệp Thần cười nói. Không, Diệp Thần ca ca, ngươi lưu lại thay ta hộ pháp đi, ta sợ sẽ có gì ngoài ý muốn. Thiện Nhu nhẹ giọng nói. Diệp Thần gật đầu, lập tức lưu lại. Thiện Nhu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng rút đi quần áo, lộ ra trắng nõn như ngọc vậy thân thể, hơi run rẩy, bước vào tịnh trì bên trong. Diệp Thần nghiêng người sang đi, không hề xem chút, miễn được nàng lúng túng. Cũng may tịnh trì tiên khí vần quanh, khói mù đậm đà, che lại Thiện Nhu thân thể, ngược lại cũng không sẽ để cho nàng quá mức quẫn bách. Diệp Thần liền ở lại nàng bên người, yên lặng bảo vệ nàng. Đây là, ma đế truyền tin, vậy bay đến Diệp Thần trên tay. Diệp Thần mở ra vừa thấy, gặp ma tổ Vô Thiên lại khống chế ma đế thân thể, đi thái thượng thế giới, thậm chí muốn an bài kiếm môn, cảnh cáo vạn khư, ngăn cản mình chém ra, không khỏi được cười một tiếng. Xem ra ma tổ Vô Thiên, cũng sợ ta chém ra trăm đạo. Diệp Thần đem tờ thư vò thành một cục, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. Hắn muốn chém ra mà nói. Tốt nhất dĩ nhiên là đi chém ra võ trường, nhưng hiện tại, kiếm môn và vạn khư, đều ở đây nhằm vào hắn, chém ra võ trường là tuyệt đối không thể lại đi. Kiếm môn và vạn khư, khẳng định ở chém ra võ trường bên kia, an bài cường giả, nếu như Diệp Thần dám đi, vậy đó là một con đường chết. Nhưng không đi chém ra võ trường, lại có thể đi nơi nào? Diệp Thần thật sâu cau mày, phải biết, thích hợp nhất võ giả chém ra địa phương, chính là chém ra võ trường. Năm đó Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Nhâm Phi Phàm, Thái Thượng Thiên Nữ, đều ở đây là bên kia chém ra đột phá. Thôi, cùng Nhâm tiền bối thương lượng một tí. Diệp Thần lúc này phát tin cho Nhâm Phi Phàm, Nhâm Phi Phàm kiến thức rộng, có lẽ biết có thể thay thế chém ra võ trưởng địa phương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, hai ngày sau. Thiện Nhu ở tịnh trì bên trong rót hai ngày, ở tịnh trì cường đại kia lọc sạch hiệu quả hạ. Nàng trong cơ thể địa ngục ma khí, quả nhiên bị ép đi ra. Từng luồng ma khí đen nhánh, ở nàng đỉnh đầu hội tụ thành một cái cổ quái dữ tợn, tựa như địa ngục vậy đồ đằng. Rồi sau đó, vậy địa ngục đồ đằng, chính là ô đích một tiếng, hóa thành hắc khí, phóng lên cao, xuyên qua bầu trời, biến mất không thấy. Địa ngục này ma khí, lần nữa trở về địa ngục giới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, bấm ngón tay tính toán. Nhất thời bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ.
Thiện nhu trong cơ thể địa ngục ma khí, xuất xứ từ trí cao ý chí, căn bản không có thể hoàn toàn phai mờ. Nàng lọc sạch sau khi thành công, vậy ma khí cũng không có biến mất, mà là lần nữa trở về địa ngục giới, tìm mới thiên mệnh. Diệp thần ca ca. Ma khí lọc sạch thành công, Thiện nhu một hồi mất sức, cơ hồ muốn ngất đi, hướng về phía Diệp thần kêu một tiếng. Diệp thần đem nàng đỡ đi ra, thay nàng mặc xong quần áo, cầm liền một tí nàng mạch đập, quả nhiên cảm thấy nàng hơi thở tinh khiết mà vững vàng, lại cũng không có ma khí quấn quanh. Diệp thần ca ca, ta ma hóa lọc sạch thành công không? Thiện nhu nhẹ giọng hỏi. Thành công, người sau này, sẽ không lại có biến thành ma nữ nguy hiểm. Diệp thần khẽ mỉm cười, Thiện nhu rốt cuộc khôi phục bình thường, hắn cố gắng không có uổng phí. Thiện nhu nhìn bầu trời, nhỏ giọng nói, nhưng mà, vậy địa ngục ma khí, tựa hồ cũng không từng biến mất. Diệp thần nói, không sao, chỉ cần ngươi không có lại ma hóa nguy hiểm, vậy là được rồi. Thiện nhu một tiếng, thỏa mãn gật đầu một cái. Thằng nhóc, ngươi trong lòng gông xiềng, rốt cuộc giải khai liền sao? Ngay vào lúc này, trên bầu trời truyền tới một tràng cười, Nhâm Phi Phàm hạ xuống. Hắn nhìn xem Diệp thần, lại nhìn xem Thiện nhu, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thiện nhu vẫn là Diệp thần trong lòng gông xiềng, lần này Thiện nhu chuyện, rốt cuộc hoàn toàn giải quyết, coi như là Diệp thần gông xiềng giải khai, cả người ung dung, Nhâm Phi Phàm cũng thay hắn cao hứng. Nhâm tiền bối, chưa có nói đùa, chỉ là một nhân quả chấm dứt thôi, thật muốn chặt đứt trong truyền thuyết tim gông xiềng, nói dễ vậy sao? Diệp thần lắc đầu một cái. Nhâm Phi Phàm nói, người bây giờ chuẩn bị tốt chém ra. Diệp thần nói, đều chuẩn bị xong. Chỉ là Vô Thiên và Vạn Khư đều ở đây nhằm vào ta, chém ra võ trường tuyệt không thể đi, nếu không thì là tìm chết. Nhâm Phi Phàm ngưng trọng nói, đúng là như vậy, ta bắt được thiên cơ, chém ra võ trường bên kia, không biết có nhiều ít cường giả mai phục, sẽ chờ ngươi đi chịu chết, thậm chí Đế Thích Thiên cũng ở đó bên. Diệp thần cả kinh nói, Đế Thích Thiên cũng tới. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, đúng vậy, hắn thừa kế Đế Thích Vạn Diệp Pháp Thống, mặc dù tâm ma tu vi còn không lên đỉnh, nhưng cả người tu vi, sớm đã là nghịch thiên lột xác, thậm chí hôm nay ngươi, cũng chưa chắc là địch thủ của hắn. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, vậy cảm nhận được liền uy hiếp. Đế Thích Thiên thừa kế Đế Thích Vạn Diệp Đạo Thống, lại đạt được Vũ Hoàng Cổ Đế Đại Lực Tài Bồi, dĩ nhiên là xưa không bằng nay. Nhưng, Diệp thần cũng không có quá mức sợ, nói, chờ ta chém ra thành công, Đế Thích Thiên vậy sẽ không phải là ta địch thủ. Nhâm Phi Phàm nói, như người thật có thể chém ra trăm đạo, tự nhiên vô địch, ta xem đến lúc đó, người một bước lên trời, nghịch phạt Vạn Khư cũng có thể. Diệp thần nghe Nhâm Phi Phàm mà nói, nội tâm cũng là một hồi kích động. Chém ra trăm đạo à, cho tới bây giờ không có ai đạt thành qua, trời mới biết sẽ có cường hãn dường nào, nghịch thiên cải mệnh không nói ở đây. Chỉ là, không thể đi chém ra võ trường, ta nên đi nơi nào chém ra? Diệp thần cau mày hỏi. Nhâm Phi Phàm hơi trầm ngâm, cũng cảm nhận được một hồi khó giải quyết. Diệp thần nói, tiền bối, cái này thế gian, cũng chưa có chỗ khác, có thể thay thế chém ra võ trường sao? Nhâm Phi Phàm nói, có là có, nhưng hư không mờ mịt, ta cũng không xác thực đặt ở nơi nào. Diệp thần nghe được có thay thế, nhất thời dấy lên một chút hy vọng, nói, đó là địa phương nào? Nhâm Phi Phàm nói, Thiết Ngai Vàng đã từng nặng địa phương ngủ. Diệp thần ngạc nhiên nói, Thiết Ngai Vàng. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, đã từng, Thiết Ngai Vàng ngủ say ở địa ngục giới, hắn nặng địa phương ngủ, bị người ngoài gọi là cấm thiên khu, vậy là sinh mệnh cấm khu, bất kỳ sinh mạng tiến vào, đều phải bị thiết hóa thành pho tượng, có thể nói là địa ngục giới tuyệt đối cấm địa. Ta năm đó ở địa ngục giới du lịch, từng nghe qua cấm thiên khu truyền thuyết, cấm thiên khu bởi vì Thiết Ngai Vàng ngủ say nhiều năm, linh khí cực kỳ dư thừa, vậy rất thích hợp võ giả chém ra. Chỉ là, từ Thiết Ngai Vàng tỉnh lại sau đó, cấm thiên khu tọa độ, liền hoàn toàn bị hắn che giấu, cũng không người nào biết chỗ đó ở nơi nào. Diệp thần chau mày, địa ngục giới lãnh thổ, lớn đến vô cùng lớn bước, rộng lớn cũng không có bờ bến, nếu như một cái địa phương nào đó, tọa độ bị cường giả che giấu, vậy thì hoàn toàn rơi vào mờ ảo, người ngoài lại cũng không tìm được. Nói cách khác, hiện tại Diệp thần muốn đi cấm thiên khu mà nói, đó là một chút phương pháp cũng không có. Nhâm Phi Phàm bàn tay đè giữa eo chuôi kiếm, kiên quyết nói, xem ra chúng ta từ đầu đến cuối,
vẫn còn đi chém ra võ trường. Ta là người hộ đạo giả, ngày hôm nay nên đến ta bảo vệ ngươi thời điểm, ta vì ngươi chém hết chém ra võ trường bên kia kẻ địch, bảo vệ ngươi chém ra đột phá. Diệp Thần nghe Nhâm Phi Phàm như thế quyết tuyệt lời nói, có vẻ khiếp sợ, nói, Nhâm tiền bối, tuyệt đối không thể. Hắn biết chém ra võ trường bên kia, cực kỳ nguy hiểm, cường địch rất nhiều. Lấy Nhâm Phi Phàm thực lực, đại khái có thể chém chết bên kia cường địch, nhưng ắt phải sẽ đưa tới Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên cảnh giác, đến lúc đó, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần tự nhiên không muốn nhìn thấy Nhâm Phi Phàm xảy ra chuyện, chính là ngăn cản. Nhâm Phi Phàm bình tĩnh nói, không sao, ta sứ mạng, vốn chính là phải bảo vệ luân hồi, như ta lần này bỏ mình, ngươi nhớ ta tên chữ, tương lai lên đỉnh luân hồi sau đó, đem ta sống lại là được. Diệp Thần mồ hôi lạnh cũng nhô ra, nói, Nhâm tiền bối, ngươi đã vì ta trả giá rất nhiều, lần này chém ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác chính là, không cần phải lấy mệnh tướng vổ, tốt nhất ta không đi chém ra võ trường, phổ thông chém ra, không cầu trăm đạo là được. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói, nhưng ngươi liền điểm này chí khí cũng không có, phối cái gì làm luân hồi chi chủ. Ngươi nhất định phải chém ra trăm đạo, thiếu một đạo cũng không được. Như ngươi đạt không được trăm ra chém, vậy thì chứng minh ngươi không tư cách để cho ta trợ giúp ngươi, ta sẽ lập tức cách ngươi đi. Lời nói này nói được vô cùng nghiêm trọng, Diệp Thần sau khi nghe, nhất thời cảm thấy ngũ lôi oanh. Chém ra trăm đạo, ở Nhâm Phi Phàm trong mắt, lại là trọng yếu như vậy. Thậm chí, nếu như Diệp Thần đạt không được trăm ra chém mà nói, hắn sẽ buông tha Diệp Thần, lại cũng không để ý hắn sống chết, cũng sẽ không lại phụ tá hắn, mặc cho hắn tự sanh tự diệt. Nhâm tiền bối, tại sao phải khổ như vậy? Diệp Thần thanh âm hơi run rẩy. Nhâm Phi Phàm thở dài nói, người phải đối mặt kẻ địch, Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Nhâm Thiên Nữ, không có một cái là thiện cùng hạng người, cái này còn chỉ là bên trong thế giới hiện thật kẻ địch. Không không lúc nào không bên trong những quái vật kia, lại là không thể danh trạng tồn tại, ngươi nếu không có thể chém ra trăm đạo, vẫn là thừa dịp còn sớm chết thôi, miễn được sau chịu khổ. Diệp Thần trầm mặc xuống, vậy cảm thấy mình con đường phía trước, có bao nhiêu hung hiểm. Chỉ có chém ra trăm đạo, phóng thích luân hồi huyết mạch toàn bộ năng lượng, mới khá đối mặt. Diệp Thần ca ca, các ngươi là muốn đi cấm thiên khu sao? Lúc này... Đứng ở bên cạnh một mực không mở miệng Thiện Nhu, lúc này nhẹ nhàng lên tiếng. Diệp Thần vội nói, Thiện Nhu, người biết cấm thiên khu ở nơi nào? Thiện Nhu hèn nhát gật đầu một cái, nói, biết, đó là ta và gấm hoa muội muội ra đời địa phương, năm đó thiết ngai vàng ngủ say, chúng ta liền là sinh trưởng ở thiết ngai vàng cạnh một bụi hoa cỏ, vậy cấm thiên khu chính là ta cố hương, ta nhớ phải trở về cố hương đường. Nghe được Thiện Nhu mà nói, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đều là đại hỷ. Cô gái nhỏ, nếu như ngươi hiểu biết chính xác đạo cấm thiên khu ở nơi nào, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhâm Phi Phàm thở phào nhẹ nhõm, có thể đi cấm thiên khu mà nói, chém ra trăm đạo còn có hy vọng. Cấm thiên khu là thiết ngai vàng nặng địa phương ngủ, mà thiết ngai vàng sau lưng, lại có Hồng Quân, Võ Tổ cùng Cổ Thánh Hiền nhân quả. Cho nên, ở cấm thiên khu chém ra, cũng giống ở chém ra võ trường vậy. Có thể được Cổ Thánh Hiền chúc phúc, đối võ đạo gông xiềng đột phá có hiệu quả. Diệp Thần ca ca, ta mang các ngươi đi cấm thiên khu, các ngươi không nên ồn ào chiếc. Thiện Nhu nhẹ giọng nói. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, hai người đều là than thở một tiếng, bốn tay nắm nhau. Nhâm Phi Phàm nói, thằng nhóc, thật xin lỗi, ta lời nói nặng một ít, ta chỉ là sợ ngươi lùi bước, tim gông xiềng, thật khó chặt đứt, như ngươi có lùi bước chút nào ý niệm. Người đời này, lại không quật khởi cơ hội. Diệp Thần nói, không sao, Nhâm tiền bối, người dạy rất đúng. Người yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngươi mong đợi, ta nhất định có thể chém ra trăm đạo. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần trong mắt cũng là toát ra nóng rực ý chí chiến đấu. Nhâm Phi Phàm nhìn xem hắn, lại nhìn xem Thiện Nhu, nói thật là loại thiện bởi vì, được thiện quả, người trước đây một mực bảo vệ cô bé này, người người cũng muốn giết nàng. Chỉ có người bảo vệ nàng, người chồng thiện bởi vì, rốt cuộc có được hồi báo. Nếu như không có Thiện Nhu mà nói, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, không thể nào biết cấm thiên khu rơi xuống. Thiện Nhu nghe được Nhâm Phi Phàm khen ngợi, gò má hơi đỏ lên. Nhâm Phi Phàm vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói, việc này không nên chậm trễ,
người đi liền cấm thiên khu một chuyến, tranh thủ chém ra trăm đạo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng có chút mong đợi cùng kích động. Trông đợi đã lâu chém ra, rốt cuộc phải đến. Mình có thể đột phá người xưa thành tựu, hoàn thành chém ra trăm đạo sự nghiệp sao? Kết quả như thế nào, Diệp Thần cũng không dám cắt nói, hắn sẽ hợp lại hết mình tất cả lực lượng, tóm lại sẽ không lưu lại tiếc nuối. Lập tức, Diệp Thần chính là mang Thiện Nhu, biến dạng hư không, trở lại địa ngục giới. Hu hu hu, lần nữa trở lại địa ngục giới, tiếng gió nghẹn ngào, núi thây biển máu cảnh tượng, một như thường lệ ảm đạm. Thiện Nhu thả ra một món ma khí, tạo thành một cái vòng bảo vệ, đem mình và Diệp Thần bảo vệ được. Thiện Nhu, trên mình ngươi còn có ma khí. Diệp Thần thấy vậy ma khí vòng bảo vệ, một hồi chấn động. Thiện Nhu cười nói, ca ca, mời yên tâm, ta sẽ không lại có ma hóa nguy hiểm, chỉ là ta trước kia ma khí tích lũy quá sâu, ta đã thông hiểu một ít ma đạo thần thông, có thể hoàn toàn nắm trong tay, hôm nay ta thực lực, đại khái tương đương với thiên huyền cảnh nhất tầng thiên. Thiên huyền cảnh nhất tầng thiên sao, đó thật đúng là, giỏi lắm. Diệp Thần thầm giật mình, đồng thời vậy cảm thấy vậy địa ngục thiên mệnh cường hãn. Thiện Nhu khởi điểm trực tiếp thiên huyền cảnh, mình hôm nay còn ở là chém ra nhức đầu, người so người tức chết người. Dĩ nhiên, hắn thực lực vĩnh viễn không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Thiện Nhu chỉ là đã từng thừa kế qua thiên mệnh, cho tới bây giờ không có tu luyện qua, ở đó thiên mệnh ma khí dính xuống. Liền có phổ thông thiên quân thực lực. Vậy địa ngục thiên mệnh đáng sợ, có thể tưởng tượng được, không hổ là vì mai táng luân hồi mà sống. Chỉ là không biết, vậy địa ngục thiên mệnh ma khí, trở về địa ngục giới sau đó, lại rơi vào trong tay ai? Ca ca, ta mang ngươi đi cấm thiên khu. Thiện Nhu mỉm cười, kéo Diệp Thần tay, biến dạng ra một cái hư không đường hầm, bước vào đường hầm bên trong. Diệp Thần hơi có chút kích động, cấm thiên khu. Thiết ngai vàng đã từng nặng địa phương ngủ, không biết là như thế nào tồn tại. Hư không một hồi lóe lên qua, Diệp Thần hiền hòa mềm, không biết xuyên qua liền nhiều ít năm ánh sáng, cuối cùng đi tới một vùng dãy núi trước mặt. Diệp Thần nhìn ra xa phía trước, chỉ gặp vậy ngàn vạn dặm dãy núi liên miên, như từng cái ngọa long, bàn kết ở trên vùng đất vậy. Dãy núi bên trong, có rất nhiều kỳ dị cảnh tượng, núi cao, rừng rậm, con sông, thác nước, đều có thiết hóa dấu vết. Diệp Thần bên chân khe suối nhỏ, khe suối trong nước cát, lại là từng viên một hạt sắt, cách đó không xa đỉnh núi, một nửa là bình thường hình dáng, một nửa kia là sắt thép vậy lạnh lùng màu sắc. Thiết ngai vàng quả nhiên ở chỗ này ngủ say qua. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, có thể bắt được một chút thiết ngai vàng lưu lại nhân quả. Cái này phiến liên miên ngàn vạn dặm dãy núi, quả nhiên chính là thiết ngai vàng đã từng nặng địa phương ngủ. Năm đó thiết ngai vàng ở chỗ này ngủ say. Không biết trải qua nhiều ít kỷ nguyên, ở bên trong dãy núi mặt, tùy ý có thể thấy từng hạt tròn to lớn quả cầu sắt, đó là bị thiết hóa điệu tinh cầu. Ở ngày xưa vô số kỷ nguyên bên trong, cấm thiên khu trời trăng sao, đều bị lục tục thiết hóa rơi xuống, bên trong dãy núi mặt khắp nơi là từng cái bị đập ra hố to, cảnh tượng đặc biệt nguy nga. Ở ngày xưa đáng sợ nhất thời điểm, nguyên cái dãy núi đều bị thiết hóa, không có một chút sinh mạng dấu vết, sau đó theo thiết ngai vàng rời đi. Thiết hóa hơi thở dần dần yếu bớt, lúc này cấm thiên khu bên trong, mới khôi phục một chút sinh mạng dấu hiệu. Diệp Thần ca ca, ta cố hương, đến. Thiện Nhu kéo Diệp Thần tay, ánh mắt mê ly, ngắm nhìn phía trước vậy phiến thần bí, cổ xưa, kỳ dị, quái đản dãy núi. Chỗ này, chính là ra đời nàng cố hương. Thiết ngai vàng tung tích, đã sớm không tồn tại nữa. Thiện Nhu kéo Diệp Thần, đi về phía trước vào. Hai người dọc theo đường đi, có thể thấy bụi cỏ trong rừng rậm, không hề thiếu thấp thoáng ở cỏ trần bên trong sắt thép người xem, đó là cực kỳ lâu trước kia, tới cấm thiên khu thám hiểm võ giả, cũng gặp phải thiết ngai vàng hơi thở ăn mòn, trở thành thiết xem. Diệp Thần ca ca, thiết ngai vàng nặng địa phương ngủ, ở dãy núi cốt lõi nhất vùng, ta mang ngươi đi qua, ở bên kia, hẳn thích hợp nhất ngươi chém ra. Thiện Nhu nhẹ giọng nói. Diệp Thần gật đầu một cái. Chính là đi theo Thiện Nhu tiến về phía trước. Hai người ở đường núi gian đi, đi ít một chút đường, nhưng đột ngột phát hiện, có một cái ông già, ngăn cản ở giữa đường uống trà. Nơi này không phải một cái uống trà địa phương tốt, nhưng vậy ông già, nhưng ở núi ngay giữa đường, để một cái bàn, tự mình uống trà. Vậy ông già ăn mặc giản dị, nhưng tuyệt không đơn giản,
bởi vì là phía trên in một đạo giới vương điện dành riêng huy hiệu. Diệp thần thấy lão giả kia trong tay, để một cái đao. Thanh đao kia, nhìn như có chút quen thuộc. Tốt lắm xem chính là trong truyền thuyết nhân hoàng thánh đao, cùng thiên hoàng cổ trung, địa hoàng thần thư, đứng hàng tam hoàng chí bảo, đều là không vô thần khí. Diệp thần sắc mặt lập tức thay đổi, lấy hắn thời khắc này ánh mắt, lại có thể không nhìn thấu lão giả kia tu vi. Sâu không lường được. Thiện Nhu thấy vậy ông già, cũng là chấn động ngạc, thân thể mềm mại phát run, kêu lên, giới. Thần vũ trụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vậy ông già chính là giới vương điện điện chủ, địa ngục giới tuyệt đối nắm giữ, đã từng là địa ngục thiên mệnh, thần vũ trụ Diêm La đạo quân. Ông già ánh mắt hiền hòa, ngắm nhìn Thiện Nhu, giống như là phụ thân nhìn mình con gái, chậm rãi uống một hớp trà, nói Thiện Nhu, không nghĩ tới trên mình ngươi ma khí, lại có thể sẽ có giải thoát một ngày. Thiện Nhu nói, thần vũ trụ, ta sau này không còn là ma nữ, ta sẽ không lại tổn thương bất kỳ kẻ nào. Ông già khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, vậy ngươi liền trở về bên người ta, gấm hoa đã chết, ta ở trên đời này, chỉ còn lại ngươi một người thân nhân. Thiện Nhu cả kinh nói, gấm hoa muội muội đã chết rồi sao? Diệp thần yên lặng, cỏ nhỏ sự việc, hắn còn không có nói cho Thiện Nhu. Ông già chỉ Diệp thần, nói, ngươi hỏi hắn, gấm hoa bởi vì hắn mà chết. Thiện Nhu kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp thần, nói, Diệp thần ca ca, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp thần than thở một tiếng, nói, gấm hoa đúng là bởi vì ta mà chết, ta rất áy náy, lúc ấy. Diệp thần đem ban đầu ở ly hỏa cảnh, gấm hoa vì giúp hắn thu lấy người đổ sát thánh bôi, kết quả gặp phải thánh bôi sát khí đánh vào, cuối cùng vẫn diệt chuyện, đơn giản nói một lần. Thiện Nhu sau khi nghe xong, suy nghĩ xuất thần, nói, Diệp thần ca ca, vậy. Vậy cũng không trách ngươi được. Vậy ông già Diêm La đạo quân nhìn Thiện Nhu, nói Thiện Nhu, ngươi liền cùng ta về nhà, ta trước kia đem ngươi phong ấn trục xuất, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Người hôm nay sẽ không lại ma hóa, ta tự nhiên cũng không nỡ tim lại tổn thương ngươi. Thiện Nhu thân thể khẽ run, nàng tự nhiên biết, thần vũ trụ là thương yêu nàng. Chỉ là, nàng trước kia ma hóa, khắp nơi sát phạt, thần vũ trụ không thể làm gì, cũng chỉ có thể nhịn đau đem nàng phong ấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 385.